tuần dâng trọn đức Như Lai, cầu xin nhân loại lên bờ giảng hạnh phúc bình dị huân đức Thích Ca. Cầu xin Bồ Tát tùng địa xuất thầm giúp cho người đúng pháp hoa. Nam mô hương cung dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô hương cung dường Bồ Tát Ma Ha Tát. một cái tên để gọi từ người ở nhà. Thì thầy Đức Tạng
pháp danh là trung lý. Chữ trung là mặt ở giữa, ở trong. Lý là lý đạo, đạo lý. Người luôn luôn sống trong đạo lý, chứ là trung lý. Và pháp hội của Thầy là đức tạng. Đức là cái đức, tạng là chứa, người chứa đức, chứa đầy đủ đức là đức tạng. Chú trung thiện, thiện là tốt. Người luôn luôn sống trong điều lành, điều tốt là trung thiện. Pháp tự là bảo, là tuệ tạng. Tuệ tạng tức là người chứa đầy đủ cái sự tuệ giác của chú tạng. Bây giờ hai chú lên hát bài. Con lên hát trước khi con xuống sinh hoạt với mấy em cho vui. Pháp Hòa mỗi lần mà thầy Đức Tạng hồi còn lớn lớn đi học về đó, thì hay tới chào. Thì mỗi lần chào thì Pháp Hòa hay kêu cú xuống cho hung. Mà mình đứng với thầy Đức Tạng thì mình có cảm giác giống như mình là tôn hộ không nằm trong tay Phật tổ. Cảm ơn xin con biết là chú không được trong chú chú xin rất có nhiều lời cho đức đã xin mời những người bạn đã ở và ở ra con muốn làm hòa thượng em.
nhưng lén thì còn đây hả? Ở đây có bà có nhận được mấy cuốn sổ quy y những Phật tử mới, Phạm Thị Trường Nguyên, pháp danh là Từ Đoan. Đoan là Đoan Nghiêm, Đoan Chánh, chữ Đoan là Thảm. Phật tử Phạm Đăng Trà My, pháp danh là Từ Kỳ, chữ Kỳ là lá cờ, tiếng Anh dịch là The Flag of Love hay là Flag of Compassion, đưa cái ngọn cờ từ hương. Phạm Thị Hương Trà, pháp danh là Từ Vị, The Taste of Love, The Taste of Compassion. Phật tử Alison Tone, pháp danh là Tuệ Tồn, Tồn đây là Tồn Tại, Existing Insight. Phật tử Lưu Ái Hiền, pháp danh là Từ Chúng, chỉ chúng là mọi người, mọi loài, người có lòng từ với tất cả mọi loài, mọi người. Phật tử Thái Tôn Tuệ Phẩm, Quality of Insight. Phật tử Tracy, Trần Tôn Tracy, pháp danh Từ Khuyên, Advice and Compassion. Giờ xin mời đại chúng cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 7 năm 2012. Chúng ta đang ở tại hội trường trường trung học McLean, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ. Hôm nay quý vị có khỏe không? Quý vị có an vui không? Pháp Hòa rất vui khi được trở về đây một lần nữa để gặp quý vị. Thì mỗi một lần về đây thì Pháp Hòa luôn luôn được đón nhận và được chăm sóc bằng tất cả những tình thương của quý bác, quý cô chú, quý anh chị ở đây. Và cái tình thương đó nó làm cho Pháp Hòa cảm nhận như là mình trở về gặp lại những người Phật tử thân thương của mình ở các nơi. Thì vậy hôm nay chúng ta được gặp nhau như thế này nữa, thì một lần nữa chúng ta đủ duyên để gặp nhau. Và cái đủ duyên này chúng ta làm hạnh phúc, làm an vui cho nhau, cho nên chúng ta gọi là thiện duyên. Còn có nhiều khi mình đủ duyên để gặp nhau nhưng mà làm cho nhau khổ, cho nên gọi là ác duyên. Thì duyên là điều kiện, mà điều kiện mà làm cho nhau hạnh phúc, an vui, hay có nhiều điều kiện làm cho nhau đau khổ. Vì vậy mà đối với tinh thần của một người Phật tử, chúng ta cần phải tạo những cái duyên lành, duyên thiện cho nhau. Đừng có chờ duyên, nhiều khi duyên cũng phải tạo. Cho nên chúng ta gọi là tạo duyên. Mà khi cái duyên lành nó có rồi đó thì nhớ gìn giữ, nhớ bảo vệ. Đó là tích duyên. Tích duyên là trân quý đó. Mình tạo duyên, mình tích duyên, để rồi mình làm gì? Mình nuôi dưỡng cái thiện duyên này không có cùng tận. Như vậy thì chúng ta gọi là thế thế thường thành, thế thế chúng ta làm những người bạn nữ với nhau. Ở trong Quy Sơn Cảnh Sách, ngài Quy Sơn ngài có nói một câu:
nguyện sanh sanh thế thế đồng vi pháp lữ. Nguyện cho chúng con đời đời kiếp kiếp đều là những người bạn đạo với nhau, sanh sanh thế thế đồng vi pháp lữ. Chúng ta là những người bạn pháp với nhau, bạn đạo với nhau. Cũng giống như bây giờ quý vị là vợ là chồng, khi mình còn trẻ mình chưa hiểu đạo, mình đến với nhau bằng cái tình. Nhưng mà tình đó là tình gì? Cái tình thường, cái tình thế thường của thế gian. Rồi sống thời gian có con với nhau lâu ngày rồi bắt đầu có cái nghĩa. Giờ tình nó bớt hết rồi, bây giờ sống lâu ngày nghĩa, sống vì nghĩa. Bây giờ sống mà có Phật pháp nữa thì cũng là tình trở lại, nhưng mà là đạo tình chứ không phải là thế tình nữa. Mà bây giờ cái đạo tình này mới duy nhất được cả đời cả đạo. Cho nên bây giờ ngày xưa vui, nhưng mà vui với mỗi cuối tuần đi chơi chỗ này chỗ kia. Còn bây giờ cũng vui, nhưng mà cái vui này nó nhẹ nhàng hơn. Chở nhau đi chùa tụng kinh nghe pháp, chở nhau đi dự pháp hội, chở nhau đi làm công quả, và không bàn những cái chuyện gì mà nó thế gian nữa, mà nếu có nói chuyện đạo. Thành thử ra cái tình bây giờ, cái đạo bây giờ nó có vị. Ta kêu đạo vị. Cho nên mình sống nó đi từng bước như vậy, nó đi theo từng cái lớp tuổi, nó đi theo từng cái thời gian. Mình biết là khi chúng ta có Phật pháp rồi thì cái đạo đó nó sâu sắc hơn. Đạo chồng đạo vợ bây giờ nó có sâu sắc hơn, nó có chiều sâu hơn. Và khi người kia buồn, người kia giận, người kia như thế nào đó, thì bây giờ mình có thể ôm ấp được người đó bằng cái tâm đạo của mình, mà không có chán người đó, không có buồn khổ, không có trách móc, mà biết ôm ấp được người đó. Hồi nãy chúng ta tụng cái bài mà nguyện ngày an lành, đêm an lành. Phong Hòa xin nhắc lại cái câu để quý vị tụng cho đúng. Hồi nãy tụng Phong Hòa có nghe vài người tụng chữ nó không đúng với nhau, người thì tụng vài người tụng kia. Cái câu mình có tụng là nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời thường an lành, chứ không phải là đều. Câu thứ ba mới là đều, tất cả các thời đều an lành, xin nguyện từ bi thường gia hộ. Cái câu này dịch từ tiếng Hán là nguyện trú kiết tường, dạ kiết tường. Trú là ban ngày, dạ là ban đêm. Trú dạ luật thời, sao nữa, hàng kiết tường. Nhất thiết thời trung kiết tường giả, nguyện chư tam bảo ai giúp họ. Chữ ai là thương, thương mà gia hộ mình, giúp họ cho mình. Thì cái luật, cái câu mà nguyện cho con ngày đêm thường rồi mới đều, tại tất cả thời nào cũng thường. Rồi cái câu thứ ba là tất cả các thời đều an lành. Thì sáu thời đó là gì? Sáng hai thời, trưa hai thời, chiều hai thời. Buổi sáng thì có sáng sớm với trưa, chiều thì có chiều, rồi có tối, rồi có đầu hôm, có cuối hôm, ví dụ vậy. Thì cái sáu thời đó tại sao là an lành? Còn tượng trưng cho sáu căn của ta. Thí dụ như một con mắt mà nó nhìn người đó mà nó ưa, cái là cái căn mắt đó, nó không an lành rồi. Mà con mắt mà nó không an lành thì nó lấn theo cái lỗ tai nó nói, trời, nhìn cái tướng thấy ghét mà nghe cái giọng còn ớn nữa. Hài thiệt. Mắt mà nó đã không an lành thì cái lỗ tai nó cũng an lành, phải không? Cái tai nó an lành rồi bắt đầu cái tim nó đập thình thịch lên cái gì? Tâm không an lành, ý không an lành. Rồi gì nữa? Mũi cũng không an lành, vân vân. Vì vậy cho nên á, một cái căn mà an lành thì các căn kia nó an lành theo.
Cho nên trong nhà Phật còn có một cái giáo lý gọi là nhất ba tương dung. Cái một với cái nhiều nó dung nhất với nhau mà có. Cho nên chỉ cần mình an được một thì mình an tất cả. Không phải hay chặt, mà chặt thôi nha. Nên có một có nhiều khi quý vị lên kể là nó trời ơi thầy biết không, hồi đó là tại con mê cái miệng ổng mà con chịu ổng đó chứ. Cái ông Hoàng nó thấy khổ không, mê có một cái đó mà buông nguyên cục về. Rồi chọc hơn, tức là nhiều khi mình nghe cái lời nói ngọt của người đó là mình phải chấp nhận người đó, cả con người đó. Mà nhiều khi tánh tình đủ thứ hết. Ở đây nhà Phật mình có cái câu là trong cái một nó cũng có cái nhiều. Một mà mình thông thì tất cả nó thông. Cho nên tâm mà an được thì tất cả các nó an. Cho nên nhà Phật tại sao chú trọng chuyện tu tâm. Rồi mình mới nói tôi ăn hiền ở lành là tu tâm. Thưa không, ăn hiền ở lành nó mới có ăn với ở thôi. Chưa có đá động gì chuyện tâm hết trơn á. Cái quan trọng là làm sao mình chuyển từ cái tâm mình nó an, thì mọi cái thứ bên ngoài dù nó có lấn cấn nhưng nó không đến nỗi sùm, mà nó có cái cách nó chỉnh, nó đốn, nó làm trở lại. Cho nên tu tâm đó không phải dễ. Bởi vì mình phải biết tâm mình như thế nào để mình tu. Mình phải biết tâm mình nó tham, nó sân, nó si, nó mạn, nó nghi như thế nào, để rồi từ từ chúng ta chuyển nó. Cho nên làm sao tâm mình có an và mình có một cái nhìn trong sáng. Thiền sư Nhất Hạnh mỗi năm thường có cho những cái câu đối 4 chữ thôi. Thì có một năm ngày cho một câu: lắng nghe để hiểu, nhìn kỹ dễ thương. Mình có lắng nghe thì mình mới hiểu, mình có nhìn kỹ thì mình mới rõ ràng. Mà Pháp Hòa thường hay nói với các em nhỏ, cái cách sống của thầy là thầy sống phải dùng 3 thứ: có mắt để nhìn, có tai để hiểu, có tim để cảm. Con mắt mình nhìn cái đó sai, tại sao trái tim mình không nói với mình nó sai, mình biết nó sai thì trái tim nó nói với mình liền làm sao để sửa cho nó hết sai. Cái lỗ tai mình đã nghe cái tiếng khổ của người kia thì trái tim mình làm gì mà không đi cứu khổ người ta. Có nhiều khi mấy em nhỏ bây giờ nó hiền nó lành, đúng là anh hiền ở lành. Nó thấy mình bưng cái bàn bạn như vậy đó, bưng có ông mình, nó thấy mình bưng vậy đó, nó đứng quanh bưng. Ăn hiền ở lành quá trời đó. Ông chủ nói với người làm nó ở nhà nhớ canh chừng cửa lẻo nghe không. Hàng xóm đá gà, nó muốn đi coi mà nó nhớ lời ông chủ dặn ở nhà nhớ giữ cửa lẻo. Nó lấy tôi giúp nó mở cái cửa ra, nó đem đi với coi đá gà. Về tới nhà đồ đạc trong nhà mất hết. Ông nói là trước khi ta đi ta dặn ngươi ở nhà coi chừng cửa nẻo, mà tại sao ngươi đi thì sao mà để ăn trộm nó vô hết trơn. Nó nói dạ thì chủ dặn con coi chừng cửa nẻo thì cửa còn nguyên đây có mất nữa. Nghe sao hiểu vậy. Tuần rồi có quà đi Toronto dẫn theo hai chú nhỏ không có thầy Thiên Lý. Thì có một số Phật tử ghi danh quy y, rồi có quà làm xong rồi dặn giữ cái hồ sơ này lại cho thầy để thầy về vô sổ. Ông đem vô phòng cắt làm sao người ta dọn người ta đi mất tiêu hết rồi. Tới hồi chiều giờ hỏi danh sách đâu, nói dạ con biểu thầy biểu con cắt. Hồi cắt cái đâu giờ cắt thùng rác. Giờ không thấy làm sao. Pháp Hòa nó nói vậy là con đi làm thiện dỗm chứ con không phải đi làm thiện giả. Ở đây như vậy, mình phải có con mắt mình nhìn, mình có cái trái tim để mình cảm những cái gì nó sai, những cái gì nó chưa hay của người khác để mình mở lòng mình thương. Có một cái câu chuyện là có một cái chú tiểu đó
chứ được phụ trách cái công việc là chú xây một cái tường cho chùa. Thì chú xây cái bức tường, chú đo đạc rất là kỹ, mà cái bức tường đó là cần 200 viên gạch để xây. Và khi mà chú xây thì không hiểu sao chú nhắm từng viên gạch chú để lên, thì trong đó có 2 viên gạch nó bị mé đi. Khi mình nhìn một cái bức tường thì trong đó có lõm 2 viên gạch ra, nó không có ngay. Và từ đó chú rất là khó chịu cho cái bức tường đó. Cho nên rồi ai đi tới chùa chú cũng đứng ra ngoài cái cổng chú chờ khách đó. Chú không muốn ai đi tới cái phạm vi bức tường đó để thấy cái sơ hở của cái bức tường đó. Thì có một ngày nọ có 2 vị thầy đi tới, và chú nói dạ bạch thầy, con xin mời thầy gọi ngã này để thăm chùa. Thì nói thầy nói không, tôi thăm hết rồi, giờ tôi thấy đằng kia có bức tường tôi muốn tới thăm. Chú cản chú không cho. Thì cuối cùng người ta mới hỏi tại sao, thì chú nói dạ tại vì 2 cái bức tường đó không có hoàn chỉnh. Mà 2 thầy mới tới coi. Thì 2 thầy đứng ngắm một hồi, thì 2 thầy mới nói thật là một bức tường hoàn chỉnh, tuyệt hảo. Chú mới nói tuyệt hảo chỗ nào đó thầy? Cái bức tường này xây bằng 200 viên gạch mà trong này có 2 viên xấu xí, cho nên con thấy bức tường này nó không hoàn chỉnh chút nào. Thì cái vị thầy cả trong 2 người mới nói rằng chú đừng nói vậy. 200 viên gạch được xây lên một bức tường mà chỉ có 2 viên nó hơi không hoàn hảo, thì tại sao chú không nhìn cả cái bức tường này, lấy 198 viên còn lại có thể ôm mắt được 2 cái viên kia? Thì theo tôi thì cái bức tường này là một bức tường quán chiếu tuyệt diệu. Từ đó chú khám phá ra được một cái đạo lý là không có cầu toàn. Đạo Phật dạy chúng ta là có một cái nhìn trung đạo, và đừng bao giờ bắt ai phải hoàn hảo theo ý mình. Pháp Hòa nói là hoàn hảo theo ý mình mà nha. Vì mình nhìn hợp nhãn, hợp nhĩ thì mình mới chánh định. Mà nhiều khi mình bắt người kia phải đúng theo ý mình, cho nên mình không có hài lòng với những cái khác. Con người ai cũng có cái ưu, ai cũng có cái khuyết, ai cũng có những cái tốt, ai cũng có những cái xấu. Nói theo bây giờ là có những cái tật, nhưng mà mình đã có một cái nhìn rộng lớn, có cái nhìn bao quát, cũng có cái nhìn mà của một cái đức Bồ Tát Quan Âm, thì có cái nhìn sâu chứ, và thấy rằng người kia có rất nhiều điểm tốt nhưng mà còn 2 điểm mà chưa hoàn chỉnh, thì mình đừng vì 2 điểm đó mà mình bỏ rơi cái người đó, mà mình phải ôm ấp người đó và biết đâu chừng cái tình thương đó tóc của mình có thể làm cho cái người đó bước đi một phần nào về những cái thói tật, những cái hay hay của người đó. Ở trong chữ Nho có cái câu nhân phi thánh hiền, thuộc năng vô quá. Người không phải là thánh hiền thì làm gì không có lỗi. Vì vậy cho nên một con người mà nhiều khi họ có cái lỗi thì mình cũng phải biết rằng chính bản thân mình cũng nhiều khi cũng là những phàm phu, và mình cũng phát lỗi, nhưng mà nhiều khi mình không phát đúng cái lỗi đó mà ở lỗi khác thôi, chứ không phải là mình không có lỗi. Quý vị có nhớ một câu chuyện kể trong Kinh Thánh là có một hôm nào Chúa Giê-xu đi ngang một cái đám người, và những người đó và phạt một cái cô thiếu nữ, nói rằng cô này là người phạm tội cho nên lấy đá liệm cô đó. Thì Chúa Giê-xu đứng ra và Chúa nói rằng ở trong nhóm người này ai là người chưa từng có lỗi, người đó mới được quyền chọi viên đá đến cô này. Thì nguyên cái nhóm đó tan hàng hết, bởi vì họ tự nhìn lại họ, họ thấy rằng họ không phải là người không bao giờ làm lỗi. Cho nên nhà Phật mới có cái phương pháp sám hối. Phương pháp sám hối để làm gì? Để cho chúng ta có cái cơ hội chúng ta làm lại cuộc đời. Ở trong Kinh
ở trong sách chư tổ thường nói. Thí dụ ngày xưa mình dùng cái miệng của mình chửi bới người ta, khi mình tỉnh ngộ rồi mình nói trời ơi bây giờ tôi làm sao tôi ăn năn cái lỗi mà do cái miệng tôi đây. Còn cái ngày xưa chửi người ta bao nhiêu thì bây giờ cũng dùng cái lưỡi đó mà khen người bấy nhiêu. Có hai vị thầy rất nổi tiếng trong Phật giáo, đó là thầy Thế Thân và Vô Trước, là hai anh ruột. Thì một người ấy, là khen ngợi đại thừa pháp vô cùng, một người thì phỉ báng, viết bao nhiêu sách vở để phỉ báng. Nhưng một ngày kia tỉnh ngộ ra rồi thì thấy trời ơi mình quá sai, mình đã dùng cái ngòi bút của mình đã dùng cái lưỡi của mình để phỉ báng những cái giáo pháp. Thì ngài mới định lấy dao cắt lưỡi của ngài. Thì người anh mới khuyên, nói tại sao ngày xưa em đã dùng cái lưỡi này, dùng ngọn bút này để em viết những cái điều phỉ báng, thì bây giờ cũng cái lưỡi này đi nói lời ca ngợi, cũng bàn tay này, cũng ngòi bút này, em phải viết những lời ca tụng. Và từ đó chúng ta có được những sách vở của vị thầy đó. Hai Vô Trước và Thế Thân là những vị tổ của pháp môn, cái tâm gọi là Duy Thức Tâm. Có những em trẻ nó lên nó hối hận những cái việc làm của nó. Nó có nhiều lúc con muốn chết đi, để con nghĩ rằng con chết đi được rồi thì con phải nhả nó khóc. Chết được cái thể xác mà tâm hồn không có thảnh thơi, con mới giúp. Bây giờ em muốn thì em phải dùng cái thân này sống trở lại. Nhà Phật có hai, có nói tới hai cách chết. Mình đang sống đây là một lúc mà mình ngưng thở, mình không còn thở nữa, chết. Cái chết đó gọi là nhất kỳ sanh tử. Nhất kỳ là một lần nào rồi cũng phải chết. Như vậy thì xin thưa đại chúng, tất cả chúng ta ai cũng có một lần phải chết, đúng không? Đó là nhất kỳ sanh tử. Nhưng chúng ta có một cái chết khác chúng ta cần chết, đó là bất tư nghị biến dịch sanh tử. Bất tư nghị là không thể nghĩ bàn cái sanh tử của cái sự biến đổi từ trong tâm thức của ta. Ngày hôm qua mình xấu, mình dở, ngày hôm nay nhất định mình không làm gì đó nữa. Chết rồi, con người xấu của ngày xưa đã chết rồi, của hôm qua đã chết rồi. Bây giờ con người này là con người cũng con người đó, mà con người mới, con người thay đổi. Đạo Phật nói hai cách chết. Ai cũng một lần ngưng thở chết. Nhưng mà trong chúng ta, nếu ai đã từng làm cái gì không hay, không đúng, thì đây là giờ phút chúng ta có thể biến đổi con người mình, gọi là biến dịch sinh tử. Dịch là sơ dịch. Bên Trung Hoa có một bộ kinh là kinh dịch đó. Kinh dịch là gì? Dịch là chuyển biến và thay đổi. Đó là một hình thức bói toán của Trung Quốc. Cái dịch là sơ dịch, là biến dịch. Mình có một cái biến dịch sanh tử. Cho nên người học Phật, chúng ta sống với tinh thần trung đạo, và không có thái quá, và không có cầu toàn tuyệt đối. Như là cái bức tường kia, nó 200 viên gạch mà 198 kia viên kia hoàn, hai viên không hoàn hảo. Thì chúng ta phải nhìn những cái điểm tốt của cái viên bức tường đó để ôm bắt được hai viên gạch xấu xí còn lại. Ở trong chúng ta cũng cần phải tu những cái đó. Ví dụ như bây giờ mình biết được cái tài năng của mình. Mình phải biết cái phẩm chất, cái tài năng của người kia để mình không có khinh thường người đó. Ai cũng có tài. Cho quý vị thấy không? Đức Thế Tôn thường ca ngợi các vị đệ tử là mỗi vị có một cái đức. Chẳng hạn như ngài ca đức là gì? Khổ hạnh đệ nhất. Ngài Tu Bồ Đề là gì? Giải không đệ nhất. Ngài A Na Lực là gì? Pháp nhãn đệ nhất, hay là thiên nhãn đệ nhất.
Ngài La Hầu La là gì? Bậc hạnh đệ nhất. Ngài Hồ Kiền Liên là gì? Thần thông đệ nhất. Rồi ngay cả năm ba men của Ngài Kiều Trần Như mà đi vào trong giáo đoàn của Phật rồi, khi mà Phật khen ngợi cái nhất là gì? Cao lạc đệ nhất. Người mà trong giáo đoàn, cái người mà có tuổi hạ cao nhất đó là Ngài Kiều Trần Như. Cho nên mỗi mình đọc những cái chuyện như vậy thì mình thấy Đức Phật nhìn ra được những cái đức của từng người đệ tử. Ở đây cũng vậy, chữ nhất này không phải để cho mình sanh tâm cao ngạo, nhưng mình phải thấy để làm gì? Để phát tâm cung kính, để phát tâm gọi là nhận những cái hay cái đẹp của người. Tiếng Anh nó gọi là appreciation. Người nào mình muốn appreciate, ai làm cái gì mình cũng phải appreciate. Mỗi một người có một cái hay để mình chúng ta giao được. Giống như cái buổi tổ chức ngày hôm nay, nhân đây Pháp Hòa cũng xin tri ơn tất cả quý vị trong ban tổ chức, từ những vị lo muốn hội trường, những vị lo in những cái tờ giấy để mà thông báo, từ những vị lo từng nổ bánh mì, từng miếng bánh, từng ly nước, tất cả những cái công việc này. Hôm nay mà không có một cái sự tổ chức cho nó ngăn nắp nhiều, bởi nhiều khối óc, bởi nhiều bàn tay, thì cái buổi lễ này nó không có mặt, nó không có tốt đẹp như vậy. Xin toàn thể hội chúng tán thưởng bằng một tràng pháo hoa cho tất cả các vị. Cho nên quý vị mới thấy đó, ai cũng số một, mà nhiều cái một nó hợp lại nó thành ra cái số to. Đứng một mình, đứng là một penny, một cái sen thôi thì không có sao, không có gì hết. Nhưng mà 99 sen mà thiếu một sen thì không thể gọi là một đồng. Cho nên chúng ta không thể nói rằng ôi tôi không đi cũng đâu có sao, tôi không giúp cũng đâu có sao. Có mở thì chợ cũng không gì. Có mở thì chợ cũng đông, không mở thì chợ cũng chẳng không bữa nào. Câu đó không có hay đâu, đừng nói. Mình phải nói là có mở thì chợ cũng đông, mà thêm mở thì chợ sẽ thêm một người. Tu là chuyển cái gì đó. Mình người nào mình cứ khen chê hoài thì người đó thành dở à. Khen riết người đó hay. Quý vị hồi đó Pháp Hòa sợ xuất hiện trước đám đông lắm. Chỉ cần sư phụ Pháp Hòa mà chỉ cần nói Pháp Hòa lên thỉnh chuông thỉnh mỏ là mồ hôi tay Pháp Hòa nó ra. Tim bắt đầu nó đánh thình thịch, cầm cái dù mà nó run gì. Và lời chùa thì có hai thầy trò thôi, có những công việc thầy không thể đứng ra thầy làm được, mà thầy phải, Pháp Hòa phải ra điều đình cái chuyện đó. Chùa mình ra mình cầm máy, mình nói riết, mình điều đình riết cho nó quen. 17 tuổi là đã đi ra truyền bát quan trai, đã hướng dẫn những cái lớp lớn từ hồi 17 tuổi. Thì quý vị biết cái gì cũng vậy, văn phải ôn, võ phải luyện, và mình phải cho người đó một cái cơ hội. Và khi mình sống, mình biết nhìn, mình thấy là người kia có nhiều điểm tốt lắm, chỉ có một cái điểm đó thôi, thì đâu có gì cái điểm đó mà mình hất hủi người ta, mình bỏ rơi người ta được. Cho mình phải nhận cái tài năng của mình, thấy được cái phẩm chất của người khác. Khi mà thấy được như vậy rồi, mình biết giúp đỡ người trong mọi nơi mọi lúc. Và trong đó mình có biết, mình cũng biết nhận cái lỗi của mình. Cho nên nhà Phật có phương pháp sám hối đó. Phương pháp sám hối là không phải để mình lúc nào cũng tự cảm thấy mình là người tội lỗi, mặc cảm. Xin thưa không, không có mặc cảm, đừng có mặc cảm. Bởi vì mặc cảm cũng là một tâm hành, nó trì trệ cái chuyện tu của mình. Có năm cái chướng.
thì trong đó có một cái chướng gọi là trạo hối. Tức là gì? Cái tâm hối hận nó làm bồn chồn, nó làm cho mình nó cản ngăn cái sự tiến tu của mình. Thí dụ như thế này: thôi tôi ít có dám đi chùa, tại vì kinh kệ tôi không biết, tôi vô đó rồi người ta tụng kinh tôi đứng ngoài tôi thấy kỳ quá. Một mặt cả: thôi tôi không dám đi chùa đâu, đi chùa có tiền cũng kỳ lắm. Thôi tôi không có dám xuất hiện đám đông đâu, tôi là phận thấp hèn được, ví dụ vậy đó. Thì tất cả những cái mặt, cái tâm mặt cảm như vậy, nó đều cản trở, nó đều chung lại cái sự đi tới của mình. Không có mặc cảm, mà không mặc cảm mà cũng không có phải là tự tôn tự đại, không có. Mà cái quan trọng là mình phải biết khả năng của mình, khả năng để mình làm được việc đó thì cứ làm, khả năng mình không làm mà chọn lên làm cho được. Mình biết là mình không có khả năng mà vẫn làm, rồi cái đó nhiều khi mình tự mình làm cái buồn khổ cho mình, cái phiền não cho mình. Rồi mình có khả năng mà mình cứ không có chịu ra, rồi ai làm mình ngồi đó mình nói thì cũng không được. Có nhiều khi người đó có làm được việc mình ta nhờ không làm, làm được việc mà người ta nhờ không làm mà ai làm ngồi đó chỉ, sợ ơi tôi làm cái mổ rồi, làm cái ghê gì cũng làm vậy chỉ giúp ông thôi. Cho nên rồi mình cứ cả ngày mình cứ buồn khổ, mình cứ phiền hà và mình đủ kiểu đó. Mà cái cuộc đời này nó vốn là ngắn ngủi, nó rất là, cái đời sống của mình là ít ôi. Cho nên làm được một việc gì cho ai cứ làm, sanh khởi một niệm lành cho người nào cứ sanh khởi, một niệm lành còn hơn một niệm xấu. Hồi nãy một Phật tử hỏi Pháp Hòa: chứ con có nuôi hai con cá, rồi hai con cá đó nó chết, con cầm hai con cá con đứng trước bàn Phật, con nói con xin đại diện hai con cá lại Phật cho nó thoát kiếp. Hỏi làm vậy có được không? Pháp Hòa nó nói quay mất. Tại sao làm không được? Con cá đó nó có nghe hay không, rồi được hay không, cái đó chưa biết. Nhưng mà ngay cái tâm niệm lành của mình đã khởi rồi. Mình vì một chúng sanh, mọi loài sinh ra mình, cá, cây, cỏ, nước gì đó, mình khởi cái niệm lành là xin lễ Phật gì. Còn hơn khởi cái niệm là trời ơi hai cá này chết tươi luôn ha, đem vô đánh dẫy. Thì quý vị khởi một cái niệm mà hai cá này chết tươi, đánh dẫy, ướp muối, ướp xả vậy đó. Hoặc là khởi lên cái niệm thứ gì nữa, để nghe giảng về chiên ăn. Tức là đi đi nghe thầy có hòa giảng xong rồi về chiên vào thấm. Quý vị thấy không? Như vậy thì giữa hai cái niệm đó mình thấy cái niệm nào hơn? Cho nên á, Pháp Hòa có làm cái bài kệ mà Pháp Hòa không nhớ hai câu đầu. Pháp Hòa nhớ hai câu sau là: niệm lành tâm ta khởi, cảnh trần hóa cảnh tiên. Một cái niệm lành mà khởi thôi thì những cái đau khổ gì đó, những cái chấp trước gì đó có thể nó biến đi. Cho nên đó, cái niệm lành khó sanh mà cái niệm xấu nó dễ sanh. Pháp Hòa nói ví dụ như mình thấy người ta làm rớt tiền, ít có ai mà nói lụm lên cái nó trời để có ai mất mình trả lại, mà thường cái nó khởi lên lụm đứa con để mất à. Hoặc là nhiều khi á, quý vị thấy cái này rồi quý vị để ý nha, mình đang đi vậy mà thấy một đồng nó rớt cái chạy lại đứng ngay trên đồng đó, sợ người khác thấy một đồng đó, đạp lên đồng đó. Rồi ai cứ đi đâu mình muốn đi đâu cũng đi, bắt đầu chỉ người khác đi để lát mình khôn xuống mình bỏ đồng đi. Cái đó nó không có tội gì, nhưng mà Pháp Hòa nói như vậy để rồi chúng ta nhìn lại cái tâm của chúng ta, chúng ta còn những cái gì chúng ta cần chỉnh. Đó là tu chứ gì đâu, tu là mình chỉnh. Ngày hôm qua Pháp Hòa nói chuyện ở trên chùa Giác Lâm ở Phi La,
Pháp Hòa kể cái chuyện mà Pháp Hòa chặt mấy đứa nhỏ. Pháp Hòa nó nói thầy thấy mấy đứa buổi trưa nào ngồi ngay cửa sổ có cái kiến nhỏ nhỏ rồi mà nhỏ gì. À cái đó không có sao hết, nhưng mà thầy chỉ nhắc thêm thôi. Biết làm đẹp cho mình thì cũng nhớ phải có một cái kiến để soi lòng để làm đẹp cho cái tâm. Thầy không có nói cái đó sai, nhưng mà thầy chỉ khuyên mấy đứa là nên thêm một cái gì nữa cho nó quân bình với cái đó. Trước khi mình đi đâu á, mình nhìn kiến một cái, nghe răng cái rồi có gì dính miệng không? Dính mình kẻ răng không? Xong rồi gì nữa? Coi coi có gì dính này không? Tré tré chùi chùi gì đó ha. Rồi mình xịt một chút, mình dớt một chút, mình chỉnh lại. Thì mình làm những cái đó cũng không có gì sai. Vì mình đi ra đường mình phải cần nghiêm chỉnh để người ta nhìn con người của mình là người nghiêm túc, thì mình cũng nghiêm chỉnh cái, mình cũng nên nhìn lại cái bản tâm của mình mỗi khi những cái tâm hành không lành nào nó sanh khởi, chứ không có gì sai hết. Mà mình biết quân bình. Có một vị thầy nọ, cái người học trò luôn, nói thầy ơi con ghét cái thằng nhỏ đó, con ghét cái thằng kia. Thì anh thầy nói thôi thầy cũng mừng, tại vì trái tim con chưa lạnh đến nỗi vô tình mà con thành biết ghét. Nhưng mà thầy cũng mừng là thầy con còn ghét, có nghĩa là có ngày con sẽ thương. Có một khi đó một cái vị thầy đang đi, tự nhiên thầy đang đi tới cái bờ hồ, thì thầy thấy hai con ngỗng nó đang tắm. Thầy mới dừng lại, thầy chờ hai con ngỗng nó tắm xong hết rồi, nó bơi lội tung tăng, nó chán chường rồi nó mới đang đi. Chú Tiểu đứng đằng sau chứ bực bội, chứ nói hai cái con ngỗng này cản trở lưu thông. Vì hai con ngỗng này mà ông thầy đang chờ đó, mà mình mới đứng chờ nó mất thì giờ. Thầy nhìn qua thầy nói con đừng nói vậy. Chúng ta sống ở đời phải có lòng thương. Nở lòng nào con bước ngang đi, để rồi hai con ngỗng nó sợ nó bay đi, mà trong khi đó nó đang enjoy nó tắm. Con ổng thấy là con đứng con nhìn hai con ngỗng nó tắm nó cũng dễ thương lắm sao. Cuộc đời này có nhiều khi con đâu cần phải làm gì mà ghê gớm lắm, chỉ cần giúp cho hai con ngỗng tắm sạch sẽ mát mẻ và enjoy ở dưới nước của nó là mình cũng đủ vui rồi. Con đâu cần phải nhìn cái gì hay ho, mà chỉ cần hai con ngỗng tung tăng dưới bầu dưới cái dòng nước con cũng đủ vui rồi. Chú Tiểu nghe lúc đó mới gật đầu thấm thía. Chúng ta có thường được làm như vậy không? Có nhiều buổi chiều nào mình ngồi yên đi, rồi mình thấy những đàn chim nó bay, hay là mình thấy những con chim nó líu lo trên cành, hay là mình thấy những hai người kia người ta đang hạnh phúc, đừng có ganh. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Có nhiều khi mình bước lên lầu, mình nhìn cái mình thấy con mình đang ngủ, cái tự nhiên hồi nãy mình định nói lớn tiếng, mình định đi mạnh, bước chân mình chậm nhẹ lại liền, giọng nói mình nhẹ lại liền, và mình nói rằng mình phải làm nhỏ nhẹ vì con mình nó đang ngủ. Từ sao mình làm được điều đó? Từ cái lòng thương của mình. Thì mình thương con mình vì nó ngủ, mình không muốn làm ồn bận nó. Thì mình cũng nhìn tất cả mọi người xung quanh mình cũng như vậy. Người ta có niềm vui được cái gì, mình vui cho cái vui của người đó. Quý vị nhớ cái câu nguyện đó không? Xin cho con biết vui khi thấy người thành công như chính con làm được. Con thấy người ta hạnh phúc, con vui theo cái hạnh phúc của người. Con thấy người ta khỏe mạnh, con nhìn lại con cũng mừng là gì người đó còn khỏe mạnh. Có một Phật tử, mỗi khi thấy ai làm được cái gì hay thì vị đó đều khởi tâm lên. Thấy cái vị kia đang rửa chén thì cái vị này khởi tâm nói con cầu nguyện cho tất cả mọi người ai cũng được rửa sạch để chuẩn bị lòng như là cái chén đã rửa sạch. Thấy một người nọ đang cắm hoa thì vị kia khởi niệm con cầu nguyện cho tất cả mọi người thân tướng người nào cũng đẹp như những cành hoa để trang điểm cuộc đời. Thì quý vị cứ nhớ là một niệm lành mình khởi còn hơn mình sanh tâm một niệm ác. Cho nên mỗi bữa cơm mình chắp tay lại mình ăn cơm, mình nguyện ba câu: nguyện không làm điều ác, nguyện làm các việc lành,
nguyện độ tất cả chúng sanh, hay là nguyện giúp tất cả mọi người. Có thể lời nói đó nó chỉ là lời nói thôi, nhưng mà mình huynh cái đó riết đi, từ từ nó thấm nhuần và nó làm cho trái tim mình bắt đầu biết thương biết cảm. Một cái tim mà thương nó còn hơn một cái tim sắt đá. Mà khi sắt đá quá rồi, buồn khổ không có ai tới gần, thì thể thành trái tim ngục tù. Rồi lúc đó mình cúng tay lại, mình than ôi trái tim ngục tù, khổ lắm. Có một cái bà đó, bà đi đến với một vị thầy. Bà nói bạch thầy, con thấy là mình, con thấy cuộc đời của con sao mà nó khổ quá, con không có bạn bè gì hết, con có người thân, con có tin, con không có ai để mà con tâm sự hết. Bây giờ là thầy dạy cho con sống làm sao để mà con có khả năng con hấp dẫn người khác. Và thầy cười là thầy nói bà muốn hấp dẫn người khác, tôi chỉ cho bà có sức hấp dẫn. Nhớ là sống trong đời phải có lòng từ bi trang rãi cho mọi người, vui với cái vui của người, biết cảm nỗi buồn với cái buồn của người, để cảm thông và ôm ấp. Tập nói thiền, âm thanh thiền, dụng tâm thiền, sống thiền. Âm thanh thiền làm sao, nói thiền làm sao, lời nói nào lợi ích cho người nên nói, lời nói nào không lợi ích cho người đừng có nói, lời nói nào chân thật, lời nói nào ngụy biện, lời nói nào nói sự thật. Và có những sự thật không mang lại hạnh phúc an vui cho ai, chỉ đem đổ vỡ, chỉ thêm mất lòng mất tin niềm tin của người khác, đừng có nói. Đó là nói thiệt. Mà phải nhớ là dụng tâm thiền. Dụng tâm thiền là mình dụng cái tâm mà biết sống của mình. Chữ thiền là gì? Thiền là tư duy, là quán chiếu. Khi người sống có tư duy, có quán chiếu, đó là người tu thiền. Chứ không có gì lạ đâu. Trước khi mình nói, mình suy nghĩ coi mình nói cái này có lợi cho ai không, mà có suy nghĩ như vậy là có tư duy thiền, thiền của sự suy nghĩ, thiền của lời nói. Đừng có so sánh. Cái so sánh cũng làm mình khổ lắm. Vừa nãy tôi vào nói về cái mặc cảm, Phật có nói một bài kinh đó, một cái câu như thế này: mặc cảm hơn thua bằng ba thứ nha, hơn thua bằng, mặc cảm hơn thua bằng, tạo ra nhiều rối rắm. Cho nên nhà Phật dạy mình tự tin nhưng không được tự tôn. Mình phải tự tin cái khả năng tu học của mình, cái khả năng phát triển, khả năng chuyển hóa lên mình, nhưng không tự tôn. Đó là Phật dạy tự tin mà không tự tôn, phóng khoáng mà không phóng tu. Phóng khoáng là cái người sống biết tùy thời tùy cảnh, biết đi theo những cái thời đại, những cái lớp người, lớp tuổi, hoàn cảnh mà không có gì phóng túng, dễ vui. Pháp Hòa nói ví dụ như thế này: quý bác lớn tuổi ra nước ngoài sống, hiểu hoàn cảnh của con cái ở đây lắm. Người nào cũng đi làm tất bật, rồi về nhà phải lo chồng, lo con, lo đủ thứ lo hết. Thì quý bác sống khoái lạc chút, sảng khoái chút làm sao, bớt chấp nhất, bớt bắt buộc, để cho con cái mình nó có cái nhẹ nhàng, nó sống chung với mình. Nhiều khi mình quên, mình sống chung với rể, hay là mình sống chung với dâu, thì con mình là người đứng giữa, giữa hai người. Một người là người mình thương kính là cha mẹ, một người là người mình yêu là vợ hay chồng. Mà mình sống thì mình không có mở lòng, mình nhẹ nhàng ra, thì con mình là cái người khổ. Mà đôi khi mình nói ra nó, tôi làm gì đâu, mấy người muốn làm gì mấy người làm chứ tôi đâu. Không nói nhưng mà mình nhìn còn khổ hơn. Không nói là đi tới mình trề một cái, mình hít một cái người tôi còn khổ hơn. Cho nên sống như vậy mà mình không có những cái đó là sống biết hiểu, biết thương, biết cảm thông.
thôi mình sống ở nước này rồi, cái thời đại bây giờ rồi, không có cầu toàn nữa. Nó thương mình, bây giờ ra đây mà nó còn biết quý thương mình, lo cho mình, được như vậy là mừng rồi. Nhiều khi cứ an vui, được gì hưởng đấy. Có một cái ông đó, ông đứng ở cầu chưa, mà người ta đi ngang, ta nghe cái câu đó hay quá, ta lượm ta bỏ túi. Ông cầu như thế này: lạy Chúa, nếu con xin Chúa không được những gì con muốn, thì xin cho con hãy vui với những gì con đang có. If I don't have what I want, please bless me so I can happy with what I have. Mình cầu hoài không được, chứ mình nói Phật không linh. Rồi mình bây giờ mình đem mình so ra, mình nói trời ơi, cái bà đó có phước hơn má. Bà muốn đi Việt Nam, muốn con mua cái vé máy bay cho đi liền. Rồi bây giờ tôi nói tôi đi Việt Nam hoài mà con không cho thành tôi không có đi. Mỗi người mỗi hoàn cảnh. Trời đó đó, có nhiều vị mới không có cho cái này, không cho cái kia. Thì sư phụ nó ra là thầy viện chủ, thầy cũng nhẹ nhàng. Thầy mới nói khi nào mình ở trong cái tuổi đó, mình mới hiểu được cái nỗi lòng người ta. Thành thử ra thôi, giờ tập mở lòng ra cho người ta được cái vui đó. Nhiều khi vợ mình hay là chồng mình không phải là chồng, cho nên nhiều khi mình chưa hiểu hết cái hoàn cảnh của chồng. Mình mở lòng ra, mình đặt mình ở trong cái hoàn cảnh đó để mình hiểu người, và tập cái tính hòa nhã. Dù mình thấy cái người chỉ có lỗi đi nữa, nhưng mà mình cũng hòa nhã như vậy. Nhờ cái hòa nhã đó mà nhiều khi cái người kia chuyển hóa. Thì qua cái câu chuyện mà cái bức tường, có cả một bức tường lành lặn mà chỉ có hai viên gạch không lành lặn mà mình lại khó chịu, thì quý vị, mình sẽ sống khó lắm. Tại vì không bao giờ có một người nào ngồi gần mình mà mình hài lòng đâu. Chẳng hạn như Pháp Hòa xin thưa đại chúng là bữa nào thỉnh chuông cũng vậy. Có nhiều người thỉnh 3 tiếng chuông mà 3 tiếng thỉnh nó khác nhau hết. Có khi cầm cái dừa lên thỉnh tiếng thứ nhất nghe thanh ngân, tiếng thứ hai thiếu thứ nhì nó hơi chăn chát, tiếng thứ ba làm cái đen. Thì vì cái dừa nhiều khi mình cầm cái độ xa độ gần nó không ấy. Có nhiều người thỉnh cái chuông đưa cao về nè, mình tưởng sắp sửa có một tiếng khủng khiếp lắm, đưa ra về cái hồn. Pháp Hòa thưa với đại chúng là Pháp Hòa hay chọc mấy chúng: chú thầy Đức Tạng thấy thầy bự con vậy mà thầy nói chuyện nhỏ xíu rồi, nghe không có nổi. Bữa thầy lên máy bay Pháp Hòa ngồi kế bên là cái bà mà cái cô mà chi đại viên, cô hỏi thầy uống cái gì mà thầy nói mà bà phải đưa nguyên cái tay đi rồi. Pháp Hòa chọc cho vui thôi. Thì ở đây là nó nhiều khi mình thấy nhiều khi to tướng nhiều chứ bệnh hoài. Cho nên nói đời cũng vậy, nếu mà mỗi một người người ta có những cái nó chưa có hoàn chỉnh, bây giờ trước hết là mình nhận cái hoàn chỉnh trước, rồi còn cái gì đó mình tính sau. Giống như bữa nào mình đi ăn cơm mà đói bụng quá thì bây giờ kiếm gì bỏ bụng cho nó đỡ đói trước, rồi từ từ trong khi thời gian mà đó là mình đi nấu ăn, mình nấu những món chính mình thích sao. Thì cuộc đời nó cũng vậy. Thì qua cái câu chuyện cái bức tường này thì chúng ta sẽ học được một bài học, là chúng ta mở lòng và thấy những cái điểm tốt của người kia để chúng ta có thể thương, chúng ta chấp nhận, chúng ta giúp cho người đó chuyển hóa. Nếu mà lỡ mình cứ hất hủi người đó hoài, mình cứ chê trách người đó hoài, mình cứ đẩy người đó ra hoài, một ngày nào đó họ sẽ đi xa, họ sẽ không còn. Nhưng ngày xưa nữa mình mới tiếc, mình nói trời ơi tôi tiếc ghê vậy đó, uổng lắm. Cuộc đời mình nó ngắn ngủi lắm, và đợi tới người kia đi rồi mình mới nói lời cảm ơn, mình nói lời trân trọng thì nó uổng lắm. Về cuộc sống này chúng ta phải làm sao để chúng ta có thể ôm ấp được và học được cái bài học từ một vị thầy cả. Tôi thấy bức tường này đẹp lắm mà cái lời lõm này nó cũng làm cho những cái viên gạch kia được nổi trội hơn. Cũng giống như quý vị xem phim vậy đó, quý vị xem phim mà nếu ai cũng tốt hết thì phim có gì đâu hay.
phải không? À, có những cái bộ phim mà phải, trong phim nào cũng vậy, phải có người ác và phải có người xấu. Rồi cái người mà họ xấu nó mới hiển lên cái đặc biệt của cái người tốt. Mà mình coi phim mà cái người kia đóng mà trời ngày này mình nghiến răng á, mình nói coi cái mặt nó phải thấy ớn không, biết không? À, mình biết họ thành công rồi đó, họ đóng, họ đạt được cái vai, họ đóng ác mà đến mức độ người coi phải ghét họ là mình biết họ thành công lắm rồi đó. Cho nên ngày xưa Đề Bà Đạt Đa đó, khi mà đau khổ rồi thì A Nan hỏi Sư Huynh ơi, Sư Huynh có khổ không? Đề Bà Đạt Đa nói đâu có khổ đâu, tại vì ta đóng đúng cái vai đã làm cho Đức Thế Tôn thành tựu được đạo nghiệp. Ta đóng cái vai chống chọi Đức Thế Tôn mà làm cho Đức Thế Tôn thành tựu đạo nghiệp, ta không có khổ. Thế nên mình tập mở lòng, chứ càng sống trong đời thì mình thấy ai mình cũng thương hết. Người xấu, người đẹp, người dở, người hay mình thương được hết. Và mình có một cái lòng thương như vậy đó, mình ra đi có nhẹ nhàng lắm, mình sống trong đời mình an lành lắm. Và quý vị, thí dụ như Pháp Hòa nói một cái nhẹ này nè, hôm nào mình lên xe bus á, mình đang ngồi mình thấy một bà già bước lên mà mình chỉ cần đứng dậy mình nhường được cho cái bà già đó cái chỗ ngồi thôi, tự nhiên mình cũng thấy vui nữa. Mình không có cần làm gì lớn lao là mình nhường được cho cái người kia một cái chỗ ngồi. Tại vì mình cái gì mình làm lành mà làm đúng lúc, đúng thời, đúng hoàn cảnh mà khả năng mình làm được, mình vui ghê gớm lắm. Quý vị làm rồi quý vị sẽ thấy niềm vui đó. Niềm vui đó, niềm vui bất tận. Niềm vui đó không ai ban phát cho mình. Cho nên ở trong Luận Đại Trượng Phu có một cái phẩm bố thí thù thắng. Đừng nghĩ rằng người kia tới xin mình là người thọ ơn của mình là người thọ ơn của người đó. Tại vì người đó không tới xin thì làm gì mình có cơ hội mình cho. Cho nên nhờ người đó tới xin, mình mới có cơ hội mình cho. Ở trong nó có một cái quyển luận tên là Luận Đại Trượng Phu, chuyên nói cái quyển luận nó mỏng thôi, không có dày, nói chuyên về vấn đề bố thí, chuyên nói về vấn đề bố thí. Thì trong đó có một câu: đừng nghĩ rằng người chưa tới xin mình là người thọ ơn của mình phải mang ơn với người xin. Tại vì người đã xin, nhờ người ta đến xin cho nên mình mới có cơ hội mở lòng, chứ không thôi thì cánh cửa lòng mình muôn đời khép kín. Pháp Hòa gặp đại chúng và Pháp Hòa có vài lời cũng xin thưa với đại chúng là như bao lần chúng ta gặp lại. Chúng ta gặp lại để làm lành, làm an vui cho nhau qua những cái lời dạy của Phật. Rồi chúng ta mang ra, chúng ta nhắc nhở lại. Pháp Hòa không dám gọi là giảng thuyết gì hết, chỉ là xin được xem quý vị như những người thân thương. Và khi gặp nhau thì chúng ta mang những cái pháp Phật để chúng ta đãi nhau, chúng ta mời nhau và mời những cái giáo pháp của Phật, và chúng ta đãi nhau bằng tất cả món ăn không có bằng chúng ta đãi nhau những niềm vui trong cuộc đời. Cho người đó ăn mà mắng xả người đó, làm khổ người đó thì không bằng mình không cần cho ăn gì hết mà mình cho người đó được nụ cười, được hạnh phúc. Thôi thì thôi rồi, xin đại quý vị. Bây giờ là mấy giờ rồi? 3:30. Chúng ta có được 40 phút để chúng ta trả lời những câu hỏi. Ở trên này có những câu hỏi, rồi vị bà có câu hỏi nữa thì xin ghi lên và chuyển lên đây dùng cho Pháp Hòa. Kính thưa Thầy, con xin được hỏi một Phật tử đã thọ tam quy ngũ giới có bị tội hay phạm giới hay không? Nếu mua cá đã chết hay thịt đã làm sẵn? Quý vị hiểu câu hỏi không? Nếu đã quy y rồi mà mua đồ ready to eat có tội không? Khó nói quá. Xin thưa đại chúng như thế này: chúng ta tu có nhiều bậc. Quý vị là những người còn tại gia,
chưa phải là những người xuất gia thuần túy, cho nên cái việc ăn uống của quý vị không có bắt buộc là quý vị phải theo quý thầy là phải ăn chay trường. Và trong đời sống cư sĩ của mình cũng hạn chế làm những cái gì mà nó quá đáng để tác hại đến cái tâm từ bi và cái nghiệp của mình. Cho nên bây giờ ăn thì cũng phải ăn, mà thay vì mình ăn mà mình còn khởi niệm là phải ăn đồ tươi cho nó ngon, thì bây giờ thôi chịu dở trước ăn đồ làm sẵn. Cái đó thì lỗi cũng có nhưng mà nó nhẹ hơn. Mà nếu nó tội cũng không, là bởi vì mình chưa phải là người xuất gia. Giống như cái giới thứ nhất là giới sát sanh đó, cái đầu tiên là đừng giết người, chứ không có nghĩa là làm liền là đừng có giết mũi mồng rồi không dám giữ giới. Đừng giết người là cái chuyện thèm than đầu tiên. Cho nên ở đây ấy, đừng có lo. Nhưng mà quý vị sẽ có chuyển hóa nè. Khi chưa quy y, 1 tháng 30 ngày mặn trường, ăn mặn trường. Bây giờ quy y rồi, 2 ngày chay, còn lại 28 ngày. Như vậy là quý rồi đó, có phải không? Vì một người nào chỉ cần nói Nam Mô Phật, người đó cũng đã bắt đầu vào dòng của Phật. Cho nên người kia chưa bao giờ biết lại Phật, nhưng mà bước vô chùa rồi thấy người ta cũng chấp tay, mình không chấp, kỳ quá cũng chấp tay, xa cái cũng chứng dẫn. Có nhiều người chưa hề chấp tay nhưng mà tự nhiên bữa đó đi tới đám tang cúng cho ông bạn cũng chấp tay xá cái tốt quá, hồi nào giờ không xá, bữa nay đi xá, kiểu nào cũng được hết, ai cũng như có còn hơn không. Kính thầy hoan hỷ giảng và giải thích cho con hiểu địa ngục là gì và ở đâu. Where is hell? What is hell? Địa ngục xanh bằng gì? Ý nói là làm bằng cái gì? What is địa ngục made of? Trời có hay không? Trời xanh ra bằng cái gì? Cha mẹ trời xanh, cha mẹ trời, cha mẹ ông trời xanh ông trời bằng cái gì? Wow, you give me hard time. Mình chưa đi địa ngục mà cũng chưa đi thiên đường, ai biết ở đâu mà chỉ. Mà có bao giờ rời được nó đâu mà nói. Thôi bây giờ mình giải thích về nha. Địa là gì? Địa là dày, ngục là tối tăm. Khi cái sự chấp chặt của mình nó dày đặc, đời sống mình nó tối tăm, không hiểu đạo lý, mình sống trong đau khổ là địa ngục. Quý vị ý không? Địa ngục trong sách vở định nghĩa như thế này: địa ngục là khổ cụ, đầy đủ những cái khổ gọi là địa ngục. Khả yểm, đáng chán là địa ngục. Bất lạc là không vui là địa ngục. Khổ cụ, bất lạc, khả yểm, hắc ám là tối tăm. Khi nào trong lòng mình có những cái sự cố chấp dày đặc, dù ai nói mà cũng không mở lòng, cái chấp mà chấp không có thông, chấp sai lý mà cứ chấp hoài mà ai nói cũng không mở, thì đó là tối tâm dày đặc là địa ngục. Địa là dày, ngục là tối tâm. Như vậy thì địa ngục không phải ở dưới lòng đất, mà địa ngục ở tự tâm của mình. Khi mà chúng ta khổ ngày khổ đêm, đó là khổ cụ, đầy đủ cái khổ. Khi mà chúng ta mất lạc không vui là địa ngục. Và thiên đường, người ta định nghĩa thiên đường nè. Thiên
nghe không có tiếng. Ở đâu? Không nói được, tìm không ra. Và chữ Hán định nghĩa như thế này: thiên thính tịch vô âm, nghe vắng lặng không có âm. Thương thương hà xứ tầm, tìm ở đâu? Ở đâu mà kiếm? Phi cao diệt phi viễn, không xa cũng không cao, đô chỉ tại nhân tâm, nó nằm ngay lòng mình. Đó là định nghĩa của chữ thiên đường. Thiên thính tịch vô âm, thương thương hà xứ tầm, phi cao diệt phi viễn, đô chỉ tại nhân tâm. Có một ông đến gặp một vị thầy, nói bạch thầy, xin thầy chỉ cho con ở đâu là địa ngục, ở đâu là thiên đường. Ông thầy sáng một bạt tai, ổng giận quá, ổng rước hòa thượng chạy. Hòa thượng nói: A Di Đà Phật, địa ngục tới tới rồi. Thì ông này ổng nghe xong giật mình, bây giờ ổng hiểu chữ địa ngục thôi. Ổng chắp tay nói: Ô mô Phật, con sám hối với hòa thượng. Hòa thượng nói: Mô Phật, thiên đường có mặt. Quý vị hiểu ý thiên đường địa ngục chưa? Nếu muốn sám hối những lỗi lầm trong lúc trẻ thì cần tụng kinh gì? Lúc trẻ làm lỗi tụng kinh gì, lúc về già tụng kinh dưỡng lão? Trẻ mà làm lỗi thì chỉ có già, bây giờ già rồi mới hối hận thì chỉ có tụng ở dưỡng lão chứ. Cái này chọc cho vui ha. Xin thưa đại chúng là hồi nãy Pháp Hòa có thưa đó, khi chúng ta làm những cái lỗi lầm gì bằng thân, bằng miệng, bằng ý của chúng ta, một khi chúng ta nhận thức cái lỗi lầm đó, cũng không cần đi đâu hết, cũng không cần bỏ thân này mà cũng không làm gì hết, cũng từ nơi thân miệng ý này mà chúng ta làm ngược lại thôi, để chúng ta sám hối. Bởi vì sám nghĩa là gì? Chữ sám với chữ hối này là lấy từ hai cái chữ Phạn với tiếng Hoa mà ráp lại. Chữ sám gốc nó từ tiếng Phạn là Samma. Chữ hối từ tiếng Trung Hoa là hối quá. Lấy hai chữ Phạn Hoa ráp lại là sám hối. Vậy thì sám là gì? Là ăn năn cái lỗi mình đã làm. Quá là hối quá, là hối không làm nữa những cái gì mình không muốn làm nữa. Như vậy thì ăn năn lỗi trước, phòng ngừa lỗi sau là sám hối. Tội từ tâm mình khởi thì lấy cái tâm này mà sám hối. Giống như ví dụ ngày xưa mình lấy cái thân này nè, mình hại người, lấy cái miệng này mình nói cho người ta khổ, bây giờ không. Một lời nói đau khổ cho người cũng không dám nói nữa, chỉ dám nói những lời lành cho người thôi. Cho nên tụng kinh gì ở phương diện hình thức sám hối nó có ba cách. Thủ tướng sám hối, hay là thật tướng sám hối. Sám hối thủ tướng là sao? Cần phải giữ một cái hình thức nào trong cái nghi lễ sám hối để nó giữ mình trong khuôn khổ đó. Vì vậy mà chư tổ mới chế ra những cái phương pháp sám hối. Xin thưa, kinh sám hối không phải của Phật nói, cho nên đừng có phỉ báng nói kinh này của tà, không phải của Phật. Có ai nói của Phật bao giờ đâu. Những nghi thức sám hối là do chư tổ, vì tình thương của chúng ta cho chúng ta, mà chư tổ đã dựa vào kinh để đem nó lập thành một cái nghi thức, để chúng ta có cái đó mà nương vào cái đó mà sám hối. Pháp Hòa nói ví dụ, quý vị đi tuyên thệ nhập tịch, cái ngày lễ tuyên thệ đó người ta lấy cuốn thánh kinh, người ta để trên bàn và để bàn tay, quý vị phải để bàn tay mình lên, có phải không? Để rồi chúng ta nói lên lời tuyên thệ rằng những gì tôi nói đây là sự thật.
Khi mình đi ký giấy tờ, người ta cũng muốn biết là anh có sự thật không. Thật ra anh có nói sai, lòng anh biết. Nhưng mà trên hình thức tôi cần phải xác định với anh, đây là những điều anh cần làm, là nghi thức để tay lên cuốn kinh thánh. Đây có phải chữ ký thật của anh không? Đây là những lời nói khai của anh phải không? Hình thức sám hối cũng như thế. Tùy theo thời gian, sức khỏe, hoàn cảnh, lấy một cái nghi thức nào đó đúng theo khả năng hoàn cảnh của mình mà thủ tướng sám hối, tức là giữ cái lễ sám hối đó. Ngoài cái thủ tướng sám hối, có một cái sám hối cao hơn, hay hơn, sâu hơn, đó là gì? Đó là bình đẳng sám hối, hay là lý tánh sám hối. Tức là sám hối từ trong thâm tâm của mình là mình không làm được, nhưng mà ở mặt hình thức cần có. Pháp Hòa nói ví dụ như thế này: quý vị tụng kinh sám hối, quý vị nghe những cái lời ở trong đó hay không? Lời nào cũng hay hết. Kính lại đến tình thương vô thượng, con nguyện xin sám vạn lầm mê, tay vàng giữ cánh từ bi, cứu con thoát khỏi sân si lão phiền, xin kiếp này và muôn kiếp khác. Những cái lời nói đó, nhiều khi mình nói không ra lời, người ta viết dùm cho mình để mình nói ra lời, có phải không? Cũng giống như mình buồn quá, mình không biết nói làm sao, cái nỗi cô đơn của mình, cái có ông nhạc sĩ nào đó, ông viết lên đúng cái bài hát đó cho mình hát, mà hát đúng lắm nha. Đời tôi cô đơn, con đi đâu cũng cô đơn, tại vì mình cô đơn cho mình nghe cái bài nó đúng quá, mà không biết nói làm sao cô đơn, có ông nhạc sĩ hát. Chứ ông nhạc sĩ đó, ổng cũng cô đơn, ổng mới viết ra cái lời đó. Rồi cái mình nghe cái lời đó mình cảm, ổng truyền cho mình, rồi mình cảm cái lời đó cái mình hát. Mình hát trong hay, mình truyền cho thính giả, thính giả nghe, thính giả cảm, cho nên mình là truyền cảm. Người ta truyền mình mới cảm chứ, ổng truyền sao cảm? Chư tổ cũng vậy, chư tổ cảm thông được cái nỗi đau của chúng sanh, cái nỗi khổ của người hối hận, cho nên chư tổ viết ra lời sám hối. Mình nương theo đó mình hành. Đệ tử kính lại Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, mười phương chư Phật, vô lượng Phật pháp cùng thánh hiền tăng, đệ tử lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề, tham giận kiêu căng, si mê lầm lạc, ngày nay nhờ Phật biết sự lỗi lầm, thành tâm sám hối. Thí dụ vậy. Như chứ mình muốn nói mình nói không nên làm thì đầy thủ tướng sám hối. Như vậy thì trên hình thức quý vị cần nương một phương pháp sám hối. Ở mặt lý tánh phải sám hối từ nơi lòng nguyện không làm nữa. Còn muốn sám hối gì, lên chùa xin. Chùa có nhiều kinh sám hối lắm, quý vị nương là những cái nguyện đó quý vị sám hối. Kính xin thầy giải thích đi tu bao lâu mới lên đến chức thượng tọa. Chà, cái bộ kiểu này nó đi tu sao? Và người nữ tu bao lâu mới lên chức sư cô? Muốn lên chức thượng tọa khi nào đi không được, người ta để ở yên chỗ. Đúng ra đó, cái chữ thượng tọa, hòa thượng chúng ta không có dùng ở trong cái sinh hoạt của tăng lữ như hiện nay. Ngày xưa thời Phật chỉ có một danh từ duy nhất, đó là đại đức. Và các vị mà người ta gọi nhau thì người ta thường gọi nhau là tôn giả, hay là các vị tu lâu rồi gọi là trưởng lão. Thí dụ như trưởng lão Xá Lợi Phất, trưởng lão Tu Bồ Đề, trưởng lão Ca Chiên Viên, trưởng lão Ca Diếp, trưởng lão này trưởng lão kia. Nhưng mà cái danh từ hòa thượng và thượng tọa chỉ được dùng trong những cái giới đàn truyền giới. Thí dụ như trong một cái đàn truyền giới cho các vị thì mới thỉnh vị này làm thầy truyền giới, hòa thượng truyền giới, thầy kia làm thượng tọa yết ma, thầy nọ làm thượng tọa giáo thọ.
Nhưng mà bởi vì thời đó tăng đoàn chỉ có một. Nhưng sau này khi Phật giáo truyền đến các nước thì muốn tăng đoàn của Phật giáo có một cái lề lối sinh hoạt, cho nên các vị mới lập nên gọi là giáo hội, giáo hội Phật giáo. Rồi trong giáo hội, đã là một giáo hội thì nhất định phải có cái gì? Cái quy chế. Bây giờ mình gọi là cái bài lo. Thì cái quy chế nó phải quy định để chi? Để nó có cái sự trật tự ngăn nắp trong tổ chức. Đã là tổ chức thì phải có ngăn nắp, dù cái tổ chức nó ngắn dài nhỏ lớn tùy. Thí dụ như hôm nay chỉ là một ngày, nhưng mà phải có tổ chức. Ai phụ trách vấn đề quay phim, nhiếp ảnh? Ai phụ trách vấn đề hương đăng, lo bàn thờ? Ai phụ trách lo vấn đề ẩm thực? Phải có tổ chức. Thì mà có tổ chức là phải có danh xưng. Cho nên mượn những danh xưng ở trong kinh luật ra để ứng dụng. Mà bây giờ đã có tổ chức, có danh xưng thì bây giờ phải quy định. Quy định như thế nào? Đây là quy định của chư tổ, chư tổ của Phật nha. Một vị mới vô tu gọi là sa di, sa di thôi. Còn bây giờ mình đi tới nước Việt Nam thì cái nước Việt Nam mình á nó gần gũi, cho nên các chú mình gọi là sư chú, gọi là sư chú đó. Ở ngoài sa di gọi là sư bá, sư bá là sa di đó nha. Ở ngoài Bắc đó, gọi một vị sa di là sư bá. Ở trong ngoài Huế thì Trung gọi là sư chú. Ở trong Nam kêu ông đạo. Ông đạo là gì? Cái ông vẫn còn nhỏ mỏng tu trong đạo kêu ông đạo. Quý vị có coi Tường Âm Thị Kính chưa? Lúc mà cô Thị Màu của vô gặp Thị Kính á, ông đạo là ông đạo. Ông lạnh nhạt với tôi càng thêm đắc tội. Tội cái người, tội bạc bẽo, tội vô tâm. Ông có biết gì ai mà cứ nhớ trộm hương thầm. Lúc cô Màu tán cô Thị Kính thì một vị mới vô gọi là chú tiểu. Hồi nhỏ Phong Hòa đi chùa, các vị cứ kêu Phong Hòa chú tiểu không. Rồi bữa tạo có cái bà kia, bà đứng cái bà nghe thấy ai gọi Phong Hòa chú tiểu, bà say ra đấy, tiểu này có nơi có chỗ, phải đụng đâu tiểu đó nha. Thế thì bây giờ mình nói lên chút. Một vị nào đủ 20 tuổi đời, ít nhất phải 20 tuổi đời thì mới đủ tiêu chuẩn. 20 tuổi đời là 5 năm học giới luật căn bản thì vị đó mới thọ tỳ kheo. Tỳ kheo là một cái giới phẩm gồm có 250 giới cho bên nam. Mà nếu đối lại với bên tỳ kheo là bên nữ là tỳ kheo ni là 348 giới. Đó là bên nữ. Thì lúc đó các vị tỳ kheo này, lúc đó chúng ta gọi là sư cô, người quản hay kêu sĩ cú. Sư cô đúng ra gọi là ni cô, mà thật là chữ ni mà chữ thêm chữ cô là nó dưng. Bởi vì ni vốn đã là nữ rồi, cho nên nó là tỳ kheo ni đó. Chữ ni là nữ, tỳ kheo là để chỉ cho bên ta. Bây giờ muốn phân định là cái vị đó là nữ cho nên phải thêm chữ ni, tỳ kheo ni. Thì bây giờ các vị này mình mới thọ giới gọi là đại đức sư cô, cho nên sư cô với đại đức ngang. Nhưng mà bên nữ thì gọi sư cô, bên nam gọi là đại đức. 20 tuổi đời là thọ tỳ kheo ha. Rồi phải an cư mỗi năm để được 20 tuổi đạo. Phải xác định là tuổi đạo chứ không phải tuổi đảng nha. 20 tuổi đạo. Mà cái vị đó phải là 40 tuổi đời thì chúng ta gọi là thượng tọa. Thí dụ như Phong Hòa nói ví dụ thôi nha, đừng có tấn Phong, em không chịu đâu à. Phong Hòa đi tu là đúng tuổi, vì 15 tuổi đi tu
5 năm học căn bản đúng 20 tuổi và thọ tỳ kheo. Đã đúng tuổi. Rồi thì 40 tuổi đời, 20 tuổi đạo thì lúc đó là thượng tọa. Chút xíu là nói cái vụ này nha, để đừng có mai mốt gặp kêu thượng tọa không được cả. Rồi cái vị đó phải 40 tuổi đạo, 60 tuổi đời thì gọi là hòa thượng. Thì bên nam chúng ta gọi là thượng tọa, bên nữ chúng ta gọi là ni sư. Nhớ chưa? Nữ là ni sư thì bên này là thượng tọa. Còn bên tăng thì chúng ta gọi là hòa thượng thì bên này gọi là ni trưởng. Ni trưởng là cái danh từ trong hành chánh. Nhưng chúng ta về chùa, chúng ta gần gũi với quý ngài thì chúng ta gọi là sư bà. Sư bà là cái danh từ gọi cho thân mật ở trong chùa với nhau. Rồi chúng ta gọi là sư ông, là thân mật gọi trong chùa. Nhưng mà khi ở trong giấy tờ hành chánh thì chỉ ký là thượng tọa hòa thượng thôi. Ở ngoài Bắc các sư ông là để gọi cho các thầy tân tỳ kheo, các thầy mới thọ tỳ kheo thì gọi là sư ông, các chú mới vừa tu gọi là sư bác. Thì bây giờ phải nói lại đó, đại đức thượng tọa hòa thượng bên này là sư cô, ni sư, ni trưởng. Thì tất cả những danh từ này chúng ta tạm đặt để nó có thứ nốt trong vấn đề tổ chức của cộng đồng chư tăng. Chứ người tu rồi thì không có màng chi tới cái danh vị thượng tọa hòa thượng gì hết. Vợ con không có mà chó mèo cũng không mà danh gì, không có danh gì hết. Đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh. Đạo đức kinh của lão tử mà còn nói vậy thì hướng chứ nhà Phật. Lợi danh, ta sợ lợi danh, vì lợi danh như là hương hoa, lỡ mai sau ta mất lợi danh ta khổ thật nhiều. Chứ không có. Nhưng mà bây giờ nè, ở trong giáo hội muốn làm những cái, muốn biết là ai thì sao thì phải làm sao, phải có cái lễ tấn phong chứ không có tự gọi. Thí dụ như bà nói, ví dụ như bây giờ trong giáo hội có cái thầy đó đó, tu hành tuổi đạo đủ, tuổi đời đủ, hạnh đức đủ, thì đại trong giáo hội có một cái bộ phận tên là bộ phận tăng sự. Tăng sự tức là cái bên cái ngành này là biết hết tất cả những cái sự việc về tăng, ai tuổi đời tuổi đạo, quá trình tu học sao thì bên tăng sự phải biết. Thì cái bên tăng sự này mới viết một cái lá thư trình lên cái hội đồng cao hơn là hội viện tăng thống, lên cho hòa thượng tăng thống. Thì hòa thượng tăng thống mới hội họp chư tăng ở trong hội đồng viện tăng thống, mới quyết định, mới cho một cái giáo chỉ xuống. Thì tổ chức một cái lễ đọc giáo chỉ hội đồng, mà cái người ký giấy đó là vị tăng thống ký. Cho nên đã là giáo hội thì phải có những bộ phận, bây giờ là mình gọi là department đó, những cái bộ phận người ta làm việc với nhau. Chứ còn phải nói tự nhiên đang đi vậy, có nói bữa nay tôi 40 tuổi rồi nha, tuổi đạo tuổi đời tôi đủ, nên quý vị nhớ gọi tôi thượng tọa nha. Không có ai làm như vậy đâu. Cho nên quý vị đừng có gọi, mà thí dụ như quý vị gọi Pháp Hòa là thượng tọa là sợ lắm, đừng có gọi như vậy. Và không có, mình phải biết rằng cái này chỉ là những cái danh từ để gọi với nhau trong cái sinh hoạt của cộng đồng, để nó có rõ ràng vậy thôi, để cho các vị mới biết ai nhỏ ai lớn mà cung kính vậy thôi, chứ không có gì đâu. Người tu là không có bận lòng ở cái này, mà mình bị bận lòng ở cái này thì còn giận. Nhưng mà Phật tử cần biết. Cho câu hỏi này hay, hỏi để biết. Cái danh từ mà gần gũi nhất, thân thương nhất là thầy. Mà bây giờ muốn gọi là để không có đụng chạm, gặp ai này cũng cứ thầy đi. Rủ cái bác đó 70 tuổi mới đi xuất gia rồi cũng có đạo mạo, vậy cái kêu hòa thượng sao? Gọi vậy tội cho cái vị đó.
cho nên gọi thầy là bảo đảm nhất. Kính bạch thầy, con có một thắc mắc lâu lắm rồi, nhờ thầy hoan hỷ giải thích dùm. Người tu tại gia được đắp y có được không? Người này đã ăn chay trường và đã xuống thấp, xin cảm ơn thầy. Cái vấn đề đắp y á, là cái vấn đề này nó được xảy ra ở tại Trung Hoa, là cho giới cư sĩ tại gia đắp y màu nâu, năm cái sọc tượng trưng cho năm giới. Và việc này nó chỉ xảy ra ở Trung Hoa. Khi qua tới Việt Nam thì nước Việt Nam mình cũng chế lại một cái lá y cho người Phật tử Việt Nam, nhưng gọn gàng hơn là qua cái hình thức cái áo tràng. Quý vị để ý cái áo tràng có 5 vạt, ở phía trước 2 vạt nối, ở phía sau 2 vạt nối là 4, phải không? Ở bên trong có một cái vạt ngắn ngắn đó, đó là 5 vạt, đó là cái y của Phật tử tại gia đó, mà qua cái hình thức cái áo tràng. Còn vấn đề đắp y là nó chỉ xảy ra bên Trung Hoa. Khi những người cư sĩ nào thọ năm giới thì tất cả đều có một lá y màu nâu để đắp khi làm lễ hết. Ngày nay Phật giáo Việt Nam đa phần ở hải ngoại đã bắt chước người Tàu cho cư sĩ tại gia đắp y màu nâu, nhưng với điều kiện là vị đó phải thọ tới Bồ Tát giới mới được đắp, chứ không có cho đắp trong ngụy ê. Thì xin thưa rằng dù có cho cư sĩ đắp y màu nâu thì cũng là một sự khuyến khích, một sự sắp tấn khích lệ cho người Phật tử nhớ mình đã là người đắc y, phải tu tập cho giỏi hơn. Quý vị hiểu và nói ha. Bên Thái Lan cũng cho cư sĩ đắc y, nhưng mà với điều kiện đắc y vàng đàng hoàng, mà với điều kiện người này phải là xuất gia thọ sa di giới trong vòng thời gian bao lâu đó theo cái quy định của cái tổ chức đó. Thí dụ người ta cho xuất gia giao duyên 3 tháng thì các ông phải vô, quý vị phải vô phủi tóc cạo đầu thọ giới đàng hoàng, được đắp y đàng hoàng. Rồi sau đó rồi á, không muốn tu nữa thì cho xả giới. Mà bên Thái Lan, bên Ấn, bên Campuchia là người ta có một cái truyền thống là một người đàn ông, một người nam trước khi muốn cưới vợ là phải có 3 năm đi tu. Khi đi tu rồi á, chùa có cấp cho cái tờ giấy là đã đi xuất gia 3 năm thì mai mốt cưới vợ mới dễ. Còn nếu mà tới đó mà ta hỏi anh có cưới, anh có từng đi tu chưa, nói dạ nè rồi, thì người ta cũng nói thưa ba, anh chưa có đi tu thì anh không được. Tại sao ta làm vậy? Bởi vì người ta muốn dạy cho cái người cư sĩ nam đó phải có ý thức, phải có đạo đức khi về lập gia đình, cho nên bắt buộc phải đi tu 3 năm. Còn ví dụ như một vị trong câu hỏi này nè, không nói rõ là đắp y gì, nhưng mà và rồi cạo đầu ở nhà mà ăn chay trường đó, thì rất có thể vị này đã đi xuất gia, đã thọ giới sa di của một người xuất gia rồi và đã được đắp y màu vàng, nhưng mà vị này không có ở chùa mà ở nhà. Thì bây giờ nghe chữ nhà thì kỳ chưa, cái thất, ở thất tịnh tu có thể lớn tuổi rồi vô chùa không nổi nữa, thôi bây giờ phủ tóc rồi đắp y nhân viên về nhà tu cũng được. Đó là phương tiện do vị bổn sư cho, chứ còn đúng nghĩa của chữ xuất gia là phải vô chùa chứ không có ở nhà nữa. Bởi vì xuất là ra, gia là nhà. Cái nghĩa đầu tiên cơ bản của xuất gia là đi ra khỏi nhà, mà mình còn nhập gia thì chưa đúng nghĩa. Nhưng mà cái nhà đó bây giờ trở thành cái thất, cái an để chúng ta tịnh tu thì không sao. Được không anh? Kính xin thầy, con có một tâm sự con không giải đáp được. Tâm sự mà nói lớn quá. Vẫn ở trong mãi tâm con rất là nặng nề, xin thầy chỉ dẫn cho con. Khi thấy người khổ là con là phải giúp. Con có một em rất là giàu và rất là khổ mà bị sa vào cờ bạc nên rất là khổ, sụp đổ tất cả, bán nhà bán xe mà không bán được cờ bạc.
Vậy khi cần tiền thì cứ hỏi đến con có cho mượn chỉ được 3 lần thôi, và khuyên nên bỏ cờ bạc đi thì từ lúc thì lúc nào cũng dạ mà không làm. Đúng là thơ tâm sự đó. Và khi khẩn cấp cứ gọi và cầu cứu, con không biết phải làm sao, vì con có lòng thương. Con mà tiếp tục giúp thì con là người phải buông, vậy làm sao đúng theo lời Phật, xin Thầy chỉ. Cảm ơn Thầy. Nhà Phật dạy chúng ta từ bi mà phải có trí tuệ, thương mà không hiểu thì bị thương. Mà cái người bị thương đầu tiên mà cứ đưa tiền hoài là mình. Mình đưa chặt rồi mình lũng tứ cháy nhà băng, mà gia đạo mình cũng bất an, là bởi vì mình không biết thương. Thương là một chuyện mà phải biết thương nữa. Quý vị có nhớ cái nghi thức cúng cô hồn có một câu như thế này: thần chú gia trì cam lồ thủy, phổ thí hà sa chúng cô hồn, nguyện giai bảo mãn xả san tham, tốc thoát ưu minh sanh tịnh độ, quy y tam bảo phát bồ đề, cứu cánh đắc thành vô thượng đạo, công đức vô biên tận vị lai, nhất thiết cô hồn đồng pháp thực. Đó là một đoạn trong cái nghi thức cúng cô hồn buổi chiều ở trong các chùa. Thần chú gia trì cam lồ thủy là cái câu thần chú này nó gia trì vào cái chén cơm chén cháo tôi cúng cho quý vị đây. Nhưng mà quý vị ơi, quý vị hưởng cái này thì quý vị cũng nghe lời tôi nói đây. Xin quý vị hãy bỏ cái sang tham đi. Thần chú gia trì cam lộ thủy, phổ thí hà sa chúng cô hồn, cúng cho các vị cô hồn, nguyện cho các vị bỏ được cái sang tham, nguyện giai bảo mãn điều no đủ, mà bỏ cái sang tham sớm thoát cõi u mê để sanh về tịnh độ. Cúng cô hồn mình nói vậy thì trong cuộc đời này mình giúp ai đang mê lầm mình cũng phải nói thế. Tiền bạc này khổ công làm được, đem vui kia đốt cháy hết ông ơi. Vợ với con sẽ khổ tê đời, tôi cũng khổ bởi vì người cho mượn. Xin thưa đại chúng là cái kinh này em có sẵn rồi nha. Tại câu hỏi này mà kinh này được make up à, cho nên brand new. Tự nhiên phải có trí. Cho nên tại sao Đức Di Đà đứng giữa, Đức Quan Âm đứng một bên, Đức Thế Chí đứng một bên? Tại vì Đức Di Đà là cái người có ánh sáng vô lượng, có thanh tịnh vô lượng, có công đức vô lượng, cho nên mới tỏa ra được đức hạnh của từ bi. Từ bi mà không yếu hèn, cho nên phải có Thế Chí. Thế Chí là hùng lực. Cho nên ba vị đứng. Ở tu có phe không? Có. Di Đà qua Thế Chí lặn phe đó. Nhưng mà phe này để làm gì? Để làm cho ăn vui, cho giải thoát. Rồi hỏi mình, con thương gì rồi con có phe không? Có, phe đi xuống luôn. Phải không? Thành thử ra rất là cảm thông. Vị này có lòng thương. Nhưng như khi ta thấy khổ không chịu nổi, nhưng nếu mà mình làm như vậy hoài thì giống như muối mà bỏ biển có bao giờ thấm đâu. Không được đâu. Quý vị phải suy nghĩ lại cái cách giúp này. Kính thưa Thầy, Thầy cho con hỏi niệm Phật thường xuyên có thoát khỏi phiền não hay không? Hỏi tức trả lời. Niệm là gì? Niệm là nhớ nghĩ, chứ không phải là cái niệm lâm râm niệm nha. Cái đó nghĩa cơ bản lắm. Cái nghĩa thứ nhì nó sâu là niệm, nghĩa là nhớ nghĩ. Nhớ nghĩ tới Phật thì gọi là niệm Phật. Mà khi mà nhớ nghĩ giận tức thì là niệm phiền não.
Bây giờ mà chỉ niệm Phật là nhớ Phật thì có phiền gì đâu phải niệm phiền não. Phiền nó đâu có đến với mình. Cũng giống như Pháp Hòa nói, bây giờ quý vị nhớ kinh đi, ngồi học kinh thì tự nhiên thời gian mình chăm chú mình học kinh mấy cái kia nó quên. Cho nên niệm là nhớ nghĩ, nhớ nghĩ Phật thì không có niệm phiền não. Tự tình thoát khỏi thì khó, mà bởi vì Phật từ từ nó dạy. Kính thưa Thầy, trong kinh sám hối hồng danh có 108 niệm hồng danh. Con không biết tại sao Đức Phật Thích Ca ở thứ 62. Thích Ca là người sáng lập ra đạo Phật, vì tại sao niệm là người đứng thứ 62? Xin thưa đại chúng như thế này, như hồi nãy Pháp Hòa có nói đó, là những cái nghi thức sám hối không phải của Phật nói, là do chư tổ sắp xếp thôi. Thì cái vị mà chế tác ra cái quyển nghi thức hồng danh sám hối đó là ngài Bất Không. Ngài Bất Không mới tạo ra cái sám pháp này, và ngài lấy hai quyển kinh, ngài phối hợp những danh hiệu Phật lại để mà ngài đưa lên một cái pháp sám hối. Và những vị Phật trước ngài nói là thuộc về quá khứ, bắt đầu từ những danh hiệu Đức Phật Thích Ca về hiện tại, và những vị Phật là vị lai. Ví dụ như vậy, trong một cái thời sám hối thường chư vị thường chia ra Phật Bồ Tát theo thứ tự của quá khứ, hiện tại, vị lai, để nó có thứ đó chúng ta hành trì thôi, chứ không có ý gì khác hơn. Và cũng không phải Phật Thích Ca cố tình đặt thứ 62 là ý nghĩa gì. Cái này mà hỏi ra những người bạn bè là thích lắm. 6 cộng với 2 là 8 mà. 62 chia 2 là mấy mà. Ví dụ vậy đó, không có ý gì hết. Kính Thầy, có một vị thầy trẻ ở Việt Nam có nằm mộng thấy có một người mẹ nói rằng người đó là mẹ nuôi, vì hồi nhỏ không cha mẹ, xin cho con ý kiến. Trời ơi, cái chuyện mộng của người ta không bằng có vô người ta mà học thích. Có một vị thầy trẻ ở Việt Nam có nằm mộng thấy một người mẹ nói rằng người đó là mẹ nuôi, vì hồi nhỏ không có cha mẹ. Cái này thì cũng cẩn thận, bởi vì mình là người xuất gia, cha mẹ ruột mình còn bỏ, thì lý nào bỏ cha mẹ ruột đi nhận làm cha mẹ nuôi. Nếu Phật tử có thật lòng thương ủng hộ cho một vị thầy tu thì cứ thương thầy là một vị thầy. Rồi nếu mà sâu xa cao đẹp hơn nữa đó, là vị thầy mà gần gũi gia đình chút, thì quý vị cứ nhìn thầy như là con cháu giúp cũng được, mà đừng bắt vị thầy đó phải gọi mình là má nuôi. Vì như vậy mình cũng có cái lỗi là ràng buộc cho vị thầy. Còn nếu mà không muốn nói là mình để được có cái tiếng là má nuôi của ông thầy đó, thành nữ ra mình thương thầy thì mình hỗ trợ cho thầy cho đúng nghĩa. Nhưng mà cái chuyện này thì cũng khó lắm, là tại vì cái vị này cho mộng, em không có vô mộng đó để em biết. Mà xin thưa đại chúng, cái ở trên đời này đã cái gì là mộng thì không có thật đâu. Thành nữ tất cả các pháp mà cuộc đời này, cả cuộc đời chúng ta sống trong mộng mà. Chúng ta ngưng cái thân mộng nè, rồi dạo cảnh mộng nè. Phải không? Mộng đi rồi thì có lúc cười vỡ mộng thôi. Kính thưa Thầy, con mới biết, con mới bắt đầu con đường tu tập, cho nên con không biết tụng kinh gì. Nếu con muốn tụng một bài kinh mỗi ngày, xin Thầy dạy cho con biết nên tụng kinh gì. Có 3 bài kinh cần tụng: không bớt tham, bớt sân, bớt si. Đó là bài kinh hay nhất. Không phải người mới bắt đầu cần tụng, mà tu cả đời, người tu lâu lâu cũng cần tụng hết. Đó là cái kinh chân thật. Ở
trên phương diện hành trì giúp cho chúng ta tiến bộ từ thấp đến cao. Những Phật tử mới bắt đầu tụng kinh nên tìm những nghi thức ngắn gọn, chẳng hạn như buổi tối đảnh lễ chư Phật, tụng chú Đại Bi, ví dụ như tụng 5 lần, 7 lần gì đó, rồi tụng Bát Nhã Tâm Kinh, rồi niệm Phật, rồi tụng bài sám hồi hướng, thí dụ vậy đó. Còn khi nào mình thuần thuộc rồi thì mình có thể tụng qua những kinh bộ như là Niết Bàn, Pháp Hoa, vân vân. Còn ví dụ như bây giờ mình muốn có cái tâm niệm là cầu cho gia đạo mình bình an thì có thể kiếm phẩm phổ môn trong kinh Pháp Hoa để tụng. Đây là Pháp Hoa nói phương diện hình thức dẫn mình mỗi ngày vào cái khuôn khổ tịnh tâm. Bây giờ ngồi thiền chưa biết thì lấy kinh ra để thiền, tâm nghĩ lời kinh, miệng tụng lời kinh, rồi thân ngồi đoan chánh, đó là tu thiền qua hình thức là tịnh tam nghiệp, thân miệng ý. Bởi vì lỗi lầm cũng tạo từ thân miệng ý, thì do sự tu kinh này mà thân miệng ý mình được từ từ giảm nghiệp. Nghiệp là do thân miệng ý tạo, tội phước cũng do thân miệng ý mà tạo. Ngày xưa thân cử động, miệng nói ung sùng lắc chắc, ý nghĩ lung tung, bây giờ dừng lại, thân ngồi yên, miệng tụng lời kinh, ý chuyển chuyên lời kinh là tam nghiệp thanh tịnh. Hình thức thì cần tụng kinh, cao siêu hơn nữa là tụng kinh bớt tham, bớt sân, bớt si. Thưa Thầy, khi nào mình mới trả hết nghiệp? When you die, chết là hết nghiệp. Tại sao? Nghiệp hết mới chết. Nghiệp còn là còn. Sống trên đời là để trả nghiệp chứ gì đâu. Thí dụ ngồi đây cũng trả nghiệp chứ gì. Nghiệp thì chưa. Cho nên mỗi người chúng ta ai cũng có nghiệp. Nhưng mà nghiệp lành hay nghiệp xấu đã là nghiệp nữa. Đừng có lầm chữ nghiệp. Nghiệp nó không có tốt, nghiệp nó vốn không có cái ý xấu. Nghiệp là cái thói quen, cái hành động quen. Nhưng mà mình quen cái gì? Quen cái tốt hay là quen cái xấu? Mở miệng ra là chữ bậy, nói bậy đó là nghiệp xấu. Còn ai đụng tới mình mô Phật, đó là nghiệp tốt. Như vậy thì ở đây cái ý muốn hỏi là nghiệp xấu đó, gọi là trả hết nghiệp xấu đó. Bây giờ trả hết thì mình chưa biết chừng nào. Nhưng mà trong khi mình đang bị nghiệp mà trả nghiệp đây, chúng ta có thể chuyển nghiệp. Chuyển bằng cách nào? Hồi xưa cái người đó đến với mình khổ mình trách móc, mình nguyền rủa, mình than trời. Bây giờ không có than nữa, và nguyện sao? Thôi hôm nay chửi tôi câu này cũng được, tôi nghe rồi tôi bỏ qua. Bởi vì một câu chửi tôi là một cái nghiệp tôi được trả. Một giống như tôi nợ anh 10 đồng, bữa nay tôi trả được anh 1 đồng, tôi cũng mừng vì tôi còn có 9 đồng thôi. Chuyển từ trong cái tâm thức để hết cái buồn khổ. Trả nghiệp mà vui chứ không trả nghiệp mà khổ. Như vậy gọi là trả nghiệp không lầm, bất nguội nhân quả. Còn mình mà khổ đó là mình làm nhân quả đó. Quý vị hiểu không? Kính thưa Thầy, con xin hỏi Thầy, gia đình cho theo đạo Phật, như con gái con sanh bên đây không có thầy giảng đạo Phật bằng tiếng Anh, cho nên cháu đi nhà thờ nghe ông cha giảng đạo có được không? No problem. Đó, trên phương diện tốt. Thôi là nói phương diện tốt trước. Nó biết đi nhà thờ, nó nghe giảng đạo, dù cái giáo lý đó nó chưa đưa đến chỗ an vui cứng rắn gì không biết, nhưng mà ít ra trong cái tâm niệm tốt nó đã có, là nó biết tìm tới nhà thờ, nó chưa tìm tới casino. Nó biết tìm ông cha để nghe giảng chứ nó chưa biết tìm những người bạn xấu để giờ là cái tốt rồi. Còn nếu mình muốn hướng con mình đi theo cùng một cái tâm chỉ với mình
thì mình có thể tìm những cái bài giảng bây giờ địa phương không có, thì mình phải cầu cứu mười phương. Mình tu là chín phương trời, mười phương Phật mà. Chỗ nào có phương, nào có Phật thì chúng ta phải cầu. Cho nên Kinh Di Đà nó nói tới sáu phương đó, nhớ không? Tại sao giảng Kinh Di Đà chỉ phương Tây nói có Phật Di Đà, mạng hồ sao lại nói có sáu phương Phật? Đó là ý đó, đó. Chúng ta một hướng nhưng mà mười phương. Bây giờ lên mạng không có thiếu văn giảng, bài giảng bằng tiếng Anh, khuyến khích con em mình có thể đọc. Còn ở trên phương diện đạo đức bình thường trong đời sống hàng ngày thì như vậy cũng không có gì là lỗi, bởi vì nó còn biết tìm tới cái chỗ lành thiện để nó nghe những cái lời an vui giúp đỡ nó. Bây giờ là 4 giờ rưỡi rồi. Kính bạch thầy, con giải thích như thế nào với các con của con về cách ra đời của Đức Phật, ra từ hông của hoàng hậu Maya, vì cách này không thấy giống như cách nó học trong trường. Tại lớp học về health và giới tính, con cảm thấy con cảm ơn thầy cứu nguyên cho con để giải thích cho giới trẻ hiểu và có niềm tin vào Phật pháp. Ai hiểu kể nó nghe chi rồi giờ cầu cứu. Thiếu gì chịu kể, kể cho thần thánh quá rồi giờ cầu cứu. Xin thưa đại chúng, cái chuyện mà Đức Phật sanh ra từ hông của Phật á, à, từ hông của hoàng hậu á, chẳng qua đó là một cái ý niệm từ người Ấn Độ. Bởi vì như thế này, dân tộc nào người ta cũng có những thần thoại về sự ra đời của mỗi dân tộc để nói lên cái phẩm vị của mỗi dân, mỗi cái từng lớp trong xã hội của người ta. Bên Ấn Độ á, cái người nào mà ở trong cái tầng lớp thượng lưu thì sanh từ bụng, ý nói là người này là cao đẹp. Còn người nào mà thuộc về hàng đó là được thần thánh quá, sanh từ trán. Cho nên cái người nào mà thấp kém trong xã hội nó sanh từ chân. Đó là một cái hình thức để người ta diễn đạt lên cái giai cấp giá trị của con người sanh ra, chứ không có cái gì hết. Thì Đức Phật là một thái tử, không phải là những bậc gọi là đạo sĩ thời đó, nhưng cũng không phải là những người hạ cấp, mà giữa Đức Phật là hàng gì thượng lưu trong xã hội, cho nên sanh từ hông của hoàng hậu. Cũng giống như bây giờ đó, người ta tin nổi không? Người Việt Nam đi kể nói có bà tiên kia lấy ông rồng nọ rồi sanh ra một cái trứng có 100 con, rồi nở ra 100 con, rồi thấy đông quá chuyển lên 50 con xuống núi, 50 con xuống biển. Đó là một cái hình thức chúng ta diễn đạt cái dòng giống cao đẹp của người Việt. Cho nên đất nước nào cũng có những cái thần thoại về sự ra đời của cái dân tộc đó hết. Cho nên đừng có giải thích mà nói Phật có miracle lắm con, Phật sanh ra hỏi đi bằng cách nào, Phật đạp bụng Phật đi ra đó. Nói vậy rồi bây giờ thí dụ như bây giờ Phật thật tình mà sanh như vậy, mà Phật kiểu mình tu theo Phật mình cũng sẽ không tu đâu. Mình nói làm sao biết không? Mình nói rằng á, Đức Phật sanh ra đặc biệt như vậy cho nên Phật tu, Phật thành Phật là chuyện thường. Còn tu sanh ra bình thường cho nên tu hoài không tới là cũng chuyện đương nhiên. Phải tâm lý một chút. Chứ không có cái chuyện đó là chẳng qua là người ta biểu diễn, người ta nói cái sự ra đời của mỗi cái tầng lớp trong xã hội Ấn Độ thôi. Giống như bây giờ Ấn Độ đó có giai cấp không? Giai cấp đạo sĩ, giai cấp vua chúa, giai cấp thương gia và giai cấp bần cùng. Một đứa nhỏ bần cùng mà lỡ bụng cái áo của một người giàu có, nó biểu đứng lại cho nó đánh, cũng phải khoanh tay cho nó đánh, là vì đó là cái truyền thống xã hội của người ta. Cho
Cho nên người ta mới diễn đạt ra sự ra đời của mỗi giai cấp, chứ có gì đâu, không có gì đặc biệt hết. Về là làm ơn giải lại đi nha. Con đang mang thai, mới vừa được thầy quy y, nhưng con muốn xin thầy cho con biết thầy có đĩa nào nói về nuôi dưỡng con từ trong bụng mẹ. Con muốn nghe áp dụng, và bữa nay mình làm thêm cái nghề này nữa. Cái này là mình làm mô tinh mâm dưỡng thai cũng hỏi. Đừng đi giày cao gót, đừng ăn đồ quá lạnh, đừng đi quá mạnh, đừng có chạy, đừng có giận, đừng có ghét, đừng có hấy hút, thèm gì thì cứ ăn, rửa xanh con ra nó không chảy nước miếng. Chịu không? Quý vị đi kiếm đường băng bằng tiếng Anh đi, Where's the baby? Sau rồi có chỉ và một, có nói một cái bài tiếng Anh ngắn thôi, cách dưỡng. Bởi vì như thế này, tại sao mà mình gọi cái đứa con đó là tử cung? Tử là đứa nhỏ, cung là cung điện. Khi hoặc cái đứa nhỏ đó nó nằm trong bụng mẹ thì mẹ trân quý, mẹ thương nó, đi không dám đi mạnh, ăn không dám ăn cay, ăn lạnh, ăn nóng, lúc nào làm cái gì cũng cẩn thận, và mẹ trân quý đứa con giống như một hoàng tử ở cung điện. Cho nên chúng ta gọi là tử cung, cung điện của đứa nhỏ. Không phải mẹ dưỡng con bằng cái đó không, mà người cha phải giúp cho mẹ dưỡng thai bằng cách là đừng chọc cho mẹ giận. Tại vì mẹ mà giận, mẹ tức hoài thì sanh con nó ra nó dễ câu có, nó quạo quọt. Người cha cũng giúp được cho con mình chứ không phải không đâu. Cái này chúng ta gọi là gì? Chúng ta gọi là dưỡng thai. Dưỡng là nuôi, mà nuôi không phải sanh ra mới nuôi, mà nuôi từ trong bụng mẹ. Mẹ đã nuôi con, mẹ đã thương con từ lúc mới tượng hình trong bụng mẹ. Mẹ đã reo mừng khi con máy động lần đầu tiên. Cho nên đó, đừng ghét hàng xóm. Ghét hàng xóm sanh nó ra nó không giống ra đi mà nó giống hàng xóm. Mai mốt quý vị nhớ quảng cáo nha. Thầy Pháp Hòa chẳng những tụng kinh giảng, còn kim thêm dạy dưỡng thai. Thưa Thầy, tôi là tín đồ Thiên Chúa nên tôi không hiểu có phải sự khác biệt giữa Phật giáo Việt Nam với Trung Quốc. Việt Nam không khoác áo đỏ mà ông thầy Trung Quốc khoác áo đỏ. Rất hay, vui lòng giải thích. Cái áo đỏ đó nó có cái tên là hồng y. Hồng y là cái áo chứ không phải cái chức trong nhà thờ nha. Cái áo đó được gọi là tổ y. Là như thế này, đúng ra nhà Phật chỉ mặc áo màu vàng, mà vàng là vàng này nè. Cái vàng sẫm này là tượng trưng cho màu đất, mà đất là sự chịu đựng, sự nhẫn nhục. Người ta khen, người ta chê, mình cũng phải chấp nhận. Cho nên cái màu đất. Nhưng khi Phật giáo truyền tới Trung Hoa thì cái vị thầy, cái ông vua kính trọng cái vị thầy mà hỗ trợ cho vua đó, gọi là quốc sư đó, ông mới chế một cái áo đẹp để mà dâng cho vua, để mà làm để mà làm cái quà tặng cho một vị quốc sư. Thì cái y đó gọi là hồng y, có khi gọi là tử y là màu tím, có khi là tía y, là y kim tuyến. Thì cái y này sau này á,
được giữ bằng cách đó, là các vị trụ trì được truyền cho nhau. Thí dụ bây giờ á, cái vị thầy hòa thượng đó lớn tuổi truyền lại cái chức vụ trụ trì cho thầy kia, thì truyền cái y đó xuống, hết đời này sang đời khác cũng cái lá y đó mà truyền, thì gọi là cổ y. Quý vị hiểu ý không? Rồi bây giờ á, cái y này á, được hơi dùng phổ thông một chút cho các thầy, là mỗi khi mà đã tụng kinh thì đều đắp y màu đỏ này trong những cái dịp đại lễ. Các hòa thượng Việt Nam cũng đắp y đỏ, nhưng mà chỉ có hòa thượng đắp và trong các dịp lễ lớn thôi, chứ bình thường thì không đắp. Người Trung Hoa cũng vậy, vị mà đứng giữa đó là vị trụ trì đó. Cho nên là cái này là cái y mà được chế ra để dùng là một cái ấn chứng cho sự truyền thừa đời này sang đời khác. Xin quý vị hoan hỷ ngồi lại cho thêm 20 phút nữa. Xin quý vị hoan hỷ ngồi lại. Kính thầy, có lần con có nghe thầy hát bài Lá Ngô Đồng Rơi, con rất thích nhưng tìm không ra, xin thầy hoan hỷ chỉ cho con bài hát đó. Bây giờ theo cái màn là Google tìm bài hát dễ thôi, trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì tra Google. Vô Google bấm Lá Ngô Đồng Rơi nó lên chứ giờ đó. Kính xin thầy giảng cho chúng con được hiểu kinh A Di Đà có câu năm quả núi Tu Di và bốn biển, xin thầy giảng thêm về sáu thời. Hồi nãy trả lời rồi, sáu thời đó: buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, đầu hôm, cuối hôm, sáu thời. Quý vị nào muốn biết á, bốn biển lớn trong ngần mắt biết là gì, xin đi tìm cái bài giảng của Ngô Hòa có cái tên là Kim Sắc Di Đà. Cái bài giảng đó Ngô Hòa có giải thích hết trọn một cái bài tán Phật A Di Đà mà quý vị thường tụng: A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luôn đó. Thì cái bài đó Ngô Hòa có giải thích trọn ở trong cái gì đó, cái CD đó, quý vị đi tìm nghe dùm. Kính bạch thầy, xin thầy hoan hỷ giải thích cho chúng con hiểu thêm vì sao có quý thầy trên đầu có nhiều dấu đốt và có nhiều thầy thì không. Chúng con không hiểu theo môn phái hay theo xưa và nay. Quý vị hiểu câu hỏi không? Nhiều, có nhiều thầy, có nhiều cái chánh trên này là tại vì thầy đó đốt nhiều. Còn thầy nào không có là tại vì chưa đốt. Kính thưa đại chúng, cái vấn đề đó trong nhà Phật gọi là đốt liều. Liều là một cái cục lửa nhỏ. Cái truyền thống đốt liều này nó không có nằm trong Phật giáo truyền thống, mà nó chỉ xuất hiện ở bên Trung Hoa thôi. Từ thời Đức Phật không có vấn đề đốt cái liều. Nhưng khi Phật giáo truyền sang Trung Hoa, theo tinh thần của Bồ Tát là chúng ta đốt một phần thân thể để cúng dường cho Phật và để nói lên cái chí nguyện kiên cường của người tu. Vậy thôi. Cho nên cái này không có bắt buộc. Ai muốn đốt thì đốt, ai không muốn đốt không sao. Và đốt bằng cách nào? Thường thường đốt thì phải lựa những cái giới đàn mới đốt. Thí dụ cái vị đó 20 tuổi, đủ tuổi để thọ tỳ kheo, thì sau cái giới đàn truyền giới xong mà cái giới đàn truyền Bồ Tát giới nó có đốt cái này, cái tiền tỳ kheo cũng không có nữa. Đàn truyền giới Bồ Tát là bởi vì Bồ Tát là hy sinh mà, hy sinh cái thân.
đốt một phần thân, là cái này là căn cứ trong kinh Pháp Hoa đó, phẩm 24, phẩm 23, 24 dược phương Bồ Tát bổn sự mà đốt thân, đốt một cánh tay cúng dường Phật đó, thì cái cách đốt là như thế này. Sau cái giới đàn có một cái lễ gọi là lễ tấn hương, thì khi mà tấn hương như vậy á, thì người ta mới lấy đương sự, lấy cái bàn tay của chính mình đo từ cái chóp mũi lên tới đây, thì lấy đo, thì nếu mà đúng cái nguyệt, tại vì bố trạch nguyệt bệnh chết á, bệnh thì chết không chết mà mất mát á, cho nên là phải bố đúng chỗ, người ta mới lấy cái viết, người ta chấm cái chỗ đó làm dấu. Xong rồi thì tới cái giờ đó thì cái vị mà thọ liều, cái người mà đốt đó là gọi là người thọ liều, thì cái giờ lễ đó là lễ tấn hương, thì ngồi yên như vậy, thì bắt đầu đại chúng mới trì chú đại bi hoặc là niệm Phật, thì lúc đó chuông trống bát nhã trỗi lên để cho cái tâm người đó nhiếp lại và quên đi cái sự đau đớn, thì mới lấy cái cục bột hương mà thay vì mình so xoe nó thành cái hương á, thì xoe cho nó thành một cục giống như là một cái viên thuốc nghệ bây giờ quý vị uống trị bao tử vậy đó, nó to hơn chút, mới đốt cho nó thành lửa thành than đi, bắt đầu mới thả xuống đây cho nó kêu cái xèo, kêu cái này là bắt đầu nó cháy cái thịt này, nó cháy nó nướng nướng nó cháy là bắt đầu mồ hôi nó đổ, nóng quá mà. Thì khi đó người ta mới lấy cái khăn thấm ướt người ta để xung quanh, cho nên phải có những người hộ đàn, cái người mà giúp cho cái người thọ cái đó gọi là người hộ đàn. Người thọ là thọ liều, lễ là lễ tấn hương, đàn tấn hương đốt liều, lửa nó cháy mùng mút như vậy đó, cháy thàn nướng nó bốc khói chính có mùi khét khét, không biết có thơm không thèm biết, mồ hôi nó ra thì cũng có người hộ đàn chấm mồ hôi. Thì sau khi mà đốt như vậy rồi, cái chỗ nó thành cháy chín rồi đó, thì trong vòng mấy ngày cái vị này không được, cái vị này phải chịu cái đau và cái đó, mà không được đi ở dưới những cái sào phơi quần áo, tại vì đi dưới cái sào máng quần áo đó nó đặc biệt, nó có cái lạ, đi dưới cái sào đó là bắt đầu nó lở lẽ ra, nó lạ vậy đó. Sau 3 ngày rồi bắt đầu phát cho mượn một nếp gì chứ không, ăn cho nó trót mà trót cái mài rẻ, bắt đầu nó thành thể. Thì tùy theo mình, 3 đốt, 6 đốt, 9 đốt gì đó, cái đó là do mình phát nguyện chứ không ai bắt buộc. Và quý vị cũng đừng nhìn ai mà đốt nhiều kêu tu cao, ai đốt ít kêu tu ít, ai không đốt kêu không tu, cái đó là do mình phát nguyện chứ không ai bắt buộc. Ngày nay theo Pháp Hòa biết, Phật giáo Việt Nam mà ở Việt Nam mình á, ở các cái mùa, cái vùng mà thuộc thành phố đó, giống như Sài Gòn rồi đó, bây giờ hết đốt rồi, chỉ còn những cái vùng quê như Sa Đé, những Châu Đốc, mấy cái vùng miền Tây Nam Bộ thì còn giữ cái truyền thống đốt đó, hay là ở ngoài Huế ví dụ vậy, nhưng mà trong thành phố thì hầu như cái lễ này không còn. Như vậy thì qua câu hỏi này, quý vị biết là không theo phái nào hết, mà nếu có theo, nếu mà gọi là theo phái môn nào đó, thì đây là theo tinh thần của Bồ Tát muốn ghi nhớ một phần nào trong cơ thể để mà nhắc nhở mình trên bước đường tu thôi, chứ cũng không có gì lạ. Thôi, chắc không hoài mình ở đây. Quý vị mà chưa, đừng có giả bộ. I know you too well. Thì xin thưa đại chúng, trước khi dứt lời, một lần nữa Pháp Hòa xin cảm ơn quý bác, quý anh chị, quý cô chú trong ban tổ chức rất nhiều, đã để rất nhiều tâm lực để lo tổ chức một cái buổi trong những ngày qua. Pháp Hòa ở đây là ngày thứ 6, ngày thứ 7, ngày chủ nhật, Pháp Hòa ở đây quý vị chăm sóc, thương và cũng như lo lắng cho mình rất nhiều. Và cũng đồng thời cũng xin cảm ơn tất cả quý bác, quý cô chú, anh chị hiện diện trong buổi trưa hôm nay.
cùng đến thăm Pháp Hòa để Pháp Hòa có dịp được thăm hỏi sức khỏe quý vị và cùng chia sẻ một ít gì Pháp Hòa hiểu biết trong Phật Pháp đến với tất cả quý vị. Lời sau cùng xin cảm ơn tất cả quý vị xa gần đã thương, đã không nể gian khổ để mà tổ chức cái buổi nói chuyện này, và quý vị cũng chịu khó ngồi lắng nghe suốt mấy tiếng đồng hồ. Xin cầu nguyện cho tất cả quý vị thân tâm được an lạc, tu hành ngày thêm tinh tấn, sở nguyện được từ tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và xin đại chúng cùng các tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tấn cả đệ tử và chúng sanh Phật. Hôm nay cũng có một duyên lành đại chúng đang ngồi đây với tâm thanh tịnh, xin thành tâm hồi hướng công đức và chúng ta tu tập được, cầu siêu cho hương linh Phạm Đăng Minh Albert, sinh năm 1990, mất ngày 11 tháng 7 năm 2012, hưởng dương 22 tuổi, tức là mới mất cách đây mấy ngày thôi. Thì ta không còn biết là em hôm nay là lễ hỏa táng của em, và có một vị là viết giấy lên đây xin thầy cùng cầu nguyện cho em. Thôi đây cũng là một cái duyên của thầy với lại thầy và đại chúng với lại Phật tử Phạm Đăng Minh. Xin đại chúng cũng cùng chắp tay hồi hướng và phước báo mà chúng ta có được hôm nay hồi hướng cho vương linh của em. Nam mô Tây Phương Giáo Chủ Thích Dân Đạo Sư A Di Đà Phật Bát Đại Chứng Minh. Nguyện hướng linh Phạm Đăng Minh Phật Vinh Thọ Tăng Giới Pháp Danh Minh Thăng. Nguyện sanh cánh ngò hương hoa hoàng nhẫm hình nhiên huyết nhị thập tam nhật, hướng dương nhị thập nhị tế thừa tám bảo lực hương linh tinh pháp văn kinh, tịnh chư nghiệp chương tâm xà ni đồ siêu sinh tình đồ. Nam mô Tịnh Thế Nhân Đạo Sư.